Ôi, chào lại tất cả các bạn. Không biết là làm sao mà cứ like sẽ sập like. Mình cũng có mải nói quá thành công. Vâng, mời các bạn chia sẻ nhiều. Rồi, mời không một vì lý do nào đó bị sập like. Hello, chào anh. Hello, xin chào em. Sao sao? Hôm nay nay sớm thế. Hẹn Thì 9 hôm giờ nay là hẹn đấy 9 giờ thì 30 mà. không hẹn 9 giờ. Hôm nay đúng là trục trặc hẹn chị live sớm 9 giờ thành cùng là live sập live coi là lần thứ hai rồi Dám cạnh tranh với em làm cho coi này. Đây, thì em nói này, nãy giờ em ở bên này của em thế thì đang định trả lời cho Nancy, hỏi em Nancy nói rất là chuẩn về cái vấn đề, để em trả lời trước này em, cái rất là chuẩn về cái vấn đề mà ông Đỗ Thông Minh nói, thì định trả lời thì lại bấm nhầm bố cái nút kết thúc đấy, thế là thấy ông bảng thì thôi nghỉ luôn. Rồi trả Đâu lời định luôn. định 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 coi như là tìm bác Cầm để lên bác ấy lên nói chuyện, bởi lâu lắm rồi bác Cầm không lên nói chuyện, mấy lần bác ấy vào thì đang có khách mời nên không ấy được. Thế là tự nhiên bấm nhầm vào lúc kết thúc thì thế là thôi nghỉ Thôi luôn. thôi thôi. Thế còn trả lời cho Nancy là nhiều khi mà có những người mà cứ có cái luận điệu nói rằng là ngày xưa đấy là Việt Nam Cộng Hòa là nhà giàu đánh nhau với Bắc Việt này, răng đen mã tấu cho nên là Việt Nam Cộng Hòa mới thua, thì thôi bây giờ nó thua rồi nó giải thích kiểu gì thì nó Vâng, cũng kiểu là gì? thế đúng không? Thì bây giờ nó bảo là Bắc Việt nó côn đồ lên mới thắng được thì hóa ra thằng Mỹ nó vỗ ngực nó chưa bao giờ thua ở bất cứ nơi đâu trừ mỗi Việt Nam, thì hóa ra Mỹ côn đồ thua mỗi Việt Nam gì à? Đấy. Thế mình chỉ nói thôi. Còn hôm nay anh muốn chia sẻ về vấn đề biển đảo đúng không ạ? Em vừa Đó vào nghe. chia sẻ về vấn đề, tức là vừa vừa rồi thôi, hai cái live trước của mình không nói lại nữa, tức là chúng nó xuyên tạc về cái đảo Thị Tứ ấy, là Trung Quốc coi như dùng coi như người coi như thì dùng súng như súng ở đảo ạ, thì chiếm đảo Thị Tứ của thì Philippines. em cũng lên chia sẻ một vài điều em biết về những cái chuyện biển đảo Việt Nam, thì các bạn biết rằng là đảo Việt ở Việt Nam đấy, nó cái biển Đông đấy nó cũng rất là lằng nhằng rắc rối đấy, bởi vì chúng ta biết là trong cái thời phong kiến đấy, là chúng ta không có vẽ cái bản đồ nó đàng hoàng tử tế, và chúng ta cũng chưa bao giờ công bố với Liên Hợp Quốc là cái thời phong kiến, tôi ý tôi đang nói là chúng ta cũng chưa bao giờ công bố là biển đảo của chúng ta là ở đâu đến đâu. Thế thì vào năm 1949, năm 1947 là lúc bấy giờ là Tưởng Giới Thạch nó đã đưa một cái vị tướng quân nào đó của nó ra, rồi nó về nó vẽ bừa ra một cái đường gọi là đường lưỡi bò ở Biển Đông rồi. Thế là dẫn đến là nó có cái về cái cơ sở pháp lý với lại quốc tế thì là nó có trước. Chúng ta đấu tranh thì chỉ đấu tranh dựa vào cái luật biển gọi là luật biển năm 82 thôi. Đó, thành ra là đôi khi là chúng ta cũng 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 có những cái mà nó chưa được gọi là mạnh mẽ trong vấn đề Biển Đông. Thì vấn đề Biển Đông nó là vấn đề về tranh chấp, đúng không? Thế nhưng mà là sau sau năm 1954 đó thì thực dân Pháp nó trao lại cái quyền trước đây cái những cái đảo trên Biển Đông là do thực dân Pháp nó nắm giữ. Và nó trao lại cái quyền quản lý đảo đó, các cái hòn đảo đó, các cái quần đảo đó cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì lúc bấy giờ bằng các cái sức ép quan hệ ngoại giao lẫn rồi các cái mối quan hệ quốc tế linh tinh đấy, thì là Việt Nam Của Cộng Mỹ, Hòa đã vừa thôi chủ yếu vàng đúng vàng đấy, nó gọi là vừa biếu vừa vừa cho và bán vừa vừa cho vừa bán vừa cho và vừa bỏ chạy đấy, thì là nó mất đi rất là nhiều đảo ở Biển Đông. Nếu như lúc bấy giờ dựa vào cái được gọi là liên minh quân sự với lại một đất nước cường quốc quân sự, thì đáng lẽ ra Việt Nam Cộng Hòa phải giữ được toàn bộ. Bởi vì lúc bây giờ biển, cường quốc về biển là vẫn là Mỹ cơ mà. Thế thì hỏi hà cớ tại sao anh lại bị mất? Thì rõ ràng là cái điều này nó thể hiện được. Thứ nhất là vấn đề là tôi chưa nói đến cái vấn đề là cái quyết tâm giữ gìn biển đảo của Việt Nam Cộng Hòa thế nào. Thế nhưng mà nói về cái vấn đề tự chủ ở trong cái chính sách, cái đường lối ngoại giao cũng như đường lối lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa là không có. Anh không có tính tự chủ. Là cái biển đảo đấy là lúc thì mất lúc thì biếu đấy, mất thì mất cái hòn đảo quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc đấy, thì đấy là do thôi, thì về mặt gọi là về lý thuyết thì nói là đánh nhau thua đi,
Thế nhưng mà đảo Ba Bình là do chỉ vì để được công nhận, chỉ để bọn Đài Loan nó công nhận mà ông Ngô Đình Diệm đã gọi là biếu cái đảo Ba Bình đó cho Đài Loan. Thì đây là một hành động gọi là bán nước, một hành động bán biển bán đảo. Nếu có phê phán thì phải phê phán Ngô Đình Diệm. Mà như năm 70 có nhiều ông Philippines nó còn làm được thêm năm đảo rồi đấy nữa. Mà sao có những đảo mà lính Việt Nam Cộng Hòa đang nắm giữ trên đó. Đấy. Mà các bạn, cái mà các bạn đã, phải các ông cũng lại đấy. Mà các bạn phải biết một điều rằng sau cái trong cái lúc mà gọi là chiến tranh kháng chiến chống Mỹ và cái lúc mà giải phóng đất nước trước 30/4/75 đấy, thì lúc bấy giờ gọi là các cái vị lãnh đạo ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã xác định rõ có rất nhiều nước đang nhăm nhe vào quần đảo Trường Sa, cho nên cái vấn đề mà gọi là ra giải phóng quần đảo Trường Sa đấy là một vấn đề rất là cấp thiết. Lúc bấy giờ chúng ta chưa có thuyền bè gì cả mà chúng ta hoàn toàn đánh bằng đặc công, có nghĩa là đi thuyền đến và đặc công gọi là đổ bộ lên đảo và chiếm đảo. Thì đó là chúng ta phải thấy một điều đấy là gì, đấy là cái ý thức chính trị lẫn là cái tinh thần về giữ gìn từng tấc đất tấc biển của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và sau này là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và nói với các bạn một điều rằng là trong cái thời kỳ mà chúng ta bị cấm vận tứ phương, là chúng ta gọi là chiến tranh phía Bắc rồi là chiến tranh phía Tây Nam rồi bị quốc tế cấm vận, mà chúng ta vẫn cố gắng làm được lên những cái nhà giàn DK1 DK, những cái nhà giàn dầu khí đó ở để giữ biển. Mà các bạn phải biết rằng đến bây giờ mà nói là chúng ta cũng phải ngồi, chúng ta phải tự hào được là cái hệ thống nhà giàn đó nó rất là nó làm giống như là một công trình nghệ thuật đó. Chúng ta xây gần như là xây nhà sàn trên biển. Thì đó chính là những cái điều nổi bật mà nói về tinh thần giữ biển giữ đảo của người Việt Nam và người Cộng sản. Và chúng ta vẫn đang tiếp tục đấu tranh lúc mềm lúc cứng, rất là mềm mềm dẻo nhưng mà cũng đầy đanh thép đối với lại những cái quốc gia ở trong biển Đông. Bây giờ, và nói chẳng một câu. Anh nói với Lưu một điều như này. Tức là thời những năm 1930, nhân dịp mình nói về cái đảo Thị Thứ thì mình nói luôn. Tức là năm 1970 thì lúc đó coi như là Philippines, Mỹ và chính quyền Ngụy Sài Gòn cũng là đồng minh với nhau đúng không? Rất là thân cận đối với nhau. Thì qua những cái chuyện này ấy, là tại sao năm 1970 mà Philippines lấy được 5 hòn đảo ở cái quần đảo Trường Sa đó từ tay coi như chính quyền Ngụy Sài Gòn. Thực tế là đó là cái Mỹ hết, chứ chính quyền Ngụy Sài Gòn qua đây mới thấy là chính quyền Ngụy Sài Gòn đó là một chính quyền tay sai cho Mỹ đúng không? Đây chứ còn bây giờ ví dụ nó có Mỹ đóng chủ quả thằng Philippines và chủ quả ấy thì Mỹ bảo thôi mẹ cái này như Philippines nó sẽ giúp coi như là tạo coi như là ở cái chính trường Việt Nam thì coi như cho nó đúng không? Và thì em nói rồi đó là rõ ràng là lúc bấy giờ nó chưa nói đến cái lòng yêu nước có hay không. Đấy. Nhưng mà chúng tôi đã nói thẳng một câu đấy là trong cái nền chính trị của các anh không có sự tự chủ trong cái đường lối gọi là lãnh đạo cũng như là cầm quyền, không có được sự tự chủ, tất cả nó nằm ở trong chính sách của Mỹ. Thì đó là về cái vấn đề mà chúng ta cũng phải biết rằng đấy, đến ngày hôm nay có được cái thế cái lực ở trên Biển Đông cũng là cái sự đóng góp của nhân dân Việt Nam cũng như là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chúng ta phải khẳng định với nhau một điều rằng bây giờ trên Biển Đông mà không còn cái thằng Trung Quốc thì Biển Đông là của Việt Nam. Với cái tiềm lực, sức mạnh và sự chuẩn bị kỹ càng của Đảng Cộng sản cũng như chính phủ Việt Nam thì bây giờ chỉ cần đẩy thằng Trung Quốc ra khỏi Biển Đông bằng cái hiệp ước COC đó, bằng một cái được gọi là tôi được nó gọi là gì? Nó gọi là những cái quy tắc ứng xử cơ bản trên Biển Đông COC. Thì lúc bây giờ đấy là trên Biển Đông này là của ai? Là của Việt Nam thôi. Bởi vì rõ ràng nhé, các bạn phải lên nhớ một điều rằng là để mà khai thác nhiều hải sản trên Biển Đông nhất vẫn là Việt Nam, và khai thác được nhiều dầu khí trên cái vùng biển tranh chấp nhất cũng là Việt Nam. Trung Quốc hiện nay thì chưa hề khai thác được cái chỗ nào ở trên biển Đông cả. Nó chỉ là một số gọi là những cái giếng, những cái mỏ dầu mà nó nằm ở trong cái vùng gần đảo Hải Nam thôi. Đấy, chứ còn bây giờ trên nói, cái khu vực tranh chấp, xin lỗi, nói tức là bảo là Cộng sản Việt Nam bán đất bán biển cho ngoại bang
thì thử hỏi xem cái chính quyền huyện Sài Gòn chúng mày bán bao nhiêu đảo bây giờ cho bọn ngoại bang. Mà tôi nói với tất cả các bạn, năm 1975 Việt Nam chiếm từ 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 Tây Việt Nam Cộng Hòa là chỉ có 7 đảo thôi, đúng không? Nhưng mà tới nay đến ngày 20 tháng 5 năm 1916 thì hiện nay Việt Nam đã sở hữu đấy, tức là 48 đảo và điểm đảo ở quần đảo Trường Sa. Đấy, tôi nói các bạn như thế, thằng nào bán đảo bán đất cho chúng nó chỉ có như là cứ cái gì ở chúng nó bán, chưa? Cho nên là chúng nó nghĩ là Việt Nam bây giờ là coi như là đất nước bây giờ cứ thiếu cái gì là bán. Đấy. Đúng cái bọn bán nước cho nghĩ ai cũng thế thôi. Rồi, xin mời Nguyễn đi. Thì đó thì nói như bạn gọi là Tùng, Hoàng Mạnh Tùng này nói ra, bọn nói như vậy thì không hiểu, bọn ba sao không hiểu. Thì bây giờ biết nói như nào cho để cho chúng tôi hiểu đây. Có nghĩa là sự thật nó chỉ có một, và các bạn nhìn nhận nó rõ ràng. Các bạn phải thấy được rằng tại sao một nước yếu như Philippines mà nó lại có khả năng chiếm được cái đảo, chiếm được vài điểm đảo ở quần đảo Hoàng Sa, ở trong cái sự quản lý của một trong những quân đội quân đội gọi là lớn, gọi là đứng thứ tư thế giới. Làm sao chỉ có những cái, có những cái bước đi ở đằng sau cái bước màn chính trị thì nó mới làm được, chứ còn phải xét về quân sự, Philippines chưa bao giờ là một nước mạnh. Các bạn mới nên nhớ rằng là sau năm 1975, sau 30/4/1975 đó, cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó khi bỏ chạy đó, nó chạy nó vác rất nhiều thuyền bè. Đấy, vác rất nhiều thuyền bè mà thời trước nó có, chạy qua Philippines, sau đó là giao lại cho Philippines. Đó, không những bán biển bán đảo cho Philippines hoặc là bán cho Trung Quốc, cho Đài Loan, mà cuối cùng rồi nó còn lại còn cung cấp thêm vũ khí, khí tài cho những nước địch thủ của Việt Nam trong cái tranh chấp biển Đông. Các bạn mới biết rằng Philippines bây giờ nó còn rất nhiều tàu mà từ thời Việt Nam Cộng Hòa để lại, trong khi lúc bấy giờ miền Bắc không hề có một cái, những cái tàu chiến nào, có đâu được vài cái tàu chiến phóng ngư nôi thôi, chứ còn chưa có cái tàu nào là tàu được gọi là mạnh ở đó cả. Đó, nhưng mà cuối cùng cộng sản bán đất cho tàu cộng ở đâu, bán chỗ nào, đúng không? Nói bán rồi mà sao các ông vẫn đi ký hợp tác để khai thác dầu khí, khai thác tài nguyên trên biển Đông? Nó bán rồi, thằng Trung Quốc nó có để cho khai thác không? Rất nhiều cái tàu lao, ngư dân mình vẫn ra đánh bắt. Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt hải, đánh gọi là cấm đánh bắt hải sản trong vòng mấy tháng nọ kia, nhưng mà chúng ta đâu có chấp nhận, chúng ta vẫn ra đánh bắt. À, nhà nước vẫn cứ yểm trợ nhân dân ra đó. Luni có biết cái vụ vừa rồi là coi như cái tàu mà kiểm ngư của Việt Nam coi như của mình đã cứu coi như là ba cái tàu thì, cái Giang. Cái đó em nói ở trên này của anh đợt trước thì gì nữa, đó cái sự dũng cảm bảo vệ ngư dân, đúng không? Có những tàu kiểm ngư đó là không phải là tàu chiến, mà trong đó cái tàu của bọn Indonesia đó là cái tàu chiến, ở trên đó có pháo 72 ly, còn ở Việt Nam không có tàu kiểm ngư, các bạn biết rồi. Thế đó, với nếu mà đúng quả thật khi đó mà Việt, như anh Quang Huy Bạch này nói cũng rất là chuẩn này, khi đó mà chúng ta không giải phóng đất nước mà cứ để cho gọi cái miền Nam này mà để cho cái bọn Việt Nam Cộng Hòa nó quản lý thì không chừng Trung Quốc nó xuống đánh nốt Trường Sa. Đúng rồi, Lan Kim Hiền nói đúng ấy. Chứ bây giờ ví dụ miền Nam cái thời gian 5-7 năm mà bây giờ cộng sản nó giàu có như bây giờ, có khi mua nó cũng bán luôn, chẳng cần phải đánh đấm gì. Bạn nói một câu chào phúng rất là hay. Thì đấy, nên chia sẻ với này, anh cũng chia sẻ với các bạn trong diễn đàn biết là nói lên như thế để thấy được cái tinh thần yêu nước của người cộng sản, là không có cái đối thủ. Nói thật, nói về tinh thần yêu nước, giữ gìn biển đảo cũng như giữ gìn từng tấc đất quê hương của cha ông để lại thì người cộng sản không có đối thủ. Cho nên họ viết những cái bài hát rất hay, một tấc biển gọi là gì nữa, là cả tấc đất đớn đau, cả vạn tức đất đớn đau, nó rất là hay. Những cái câu như thế để nó làm gì? Kích động lòng, gọi là để cho chúng ta tôn thêm cái lòng yêu nước. Yêu nước để làm gì? Yêu nước để cùng với nhà nước gọi giữ gìn biển đảo. Nhưng một khi mà những người mà họ đã cố gắng gọi là bán đất bán biển cho ngoại bang rồi thì họ có cần được gọi cái được gọi là yêu nước hay không? Đấy, thì vừa nãy anh cũng nói rồi mà cái like nó bị tắt đấy, tức là
trước ngày mà Tổng thống Donald Trump sang cái họp thượng đỉnh ở Hà Nội ấy, thì là cái bọn chống cộng cực đoan nó tuyên truyền một tin, tức là Trung Quốc hiện nay coi như là thấy ông Tổng thống Trump sang Việt Nam coi như vội vàng rút 100 tàu chiến ở ngoài Biển Đông về. Đấy. Mà sau đó vừa rồi cái chúng nó nói là coi như ông Donald Trump về một cái là bọn Trung Quốc nó lại đem 100 tàu chiến sang để mà ví dụ là nó đánh chiếm cái đảo Thị Tứ của Philippines hiện nay đang chiếm giữ ở ngoài ở cái quần đảo Trường Sa. Cho nên là cái tư tưởng có như là bố bu Mỹ nó cứ vẫn cứ còn ở đầu, nghĩa là Trung Quốc phải sợ Mỹ, cứ thấy Mỹ là cái gì cũng phải sợ, đúng không? Đấy, có một cái tư tưởng là nô lệ thực tế từ xưa đến giờ, bây giờ nó vẫn cứ còn. Nói ra thì không không phải ấy chứ, về cái tư tưởng của bọn chống cộng cực đoan thì nghe nó suốt đời nó là cái thằng nô lệ, mà lúc nào nó phải bế đội đầu Mỹ hoặc đội đầu Tây Âu, đội đầu Liên Hợp Quốc lên trên đầu, mà chưa bao giờ nó đội đầu nó gọi là nó khen ngợi cái dân dân tộc Việt Nam được cả. Nói chung cái vấn đề anh em nói với Duy Duy và tất cả các bạn ở đây thì là cái này mình, cái vấn đề này nói chung là mình nói đi nói lại nhưng mà cuối cùng phải nói ngay cái chuyện mà ví dụ là cái tin mà tức là Trung Quốc đánh chiếm cái đảo Thị Thứ của Philippines mới ra từ ngày hôm qua thôi, mà rất nhiều cái bạn nhé, tức là bên Cờ Đỏ mình ấy cũng tin rồi, xe bài ra rồi là cũng nhiều để cho bọn nó coi nói là coi như đấy, coi như là những tờ báo chính thống của Việt Nam này không dám đưa ra, coi như là sợ Trung Quốc, về đưa ra là sợ Trung Quốc thế này thế khác ấy chứ. Nhưng mà các bạn phải biết rằng trong cái thời buổi hiện nay không có bao giờ có một nước nào, kể cả một nước lớn, mà dùng sự mà đánh chiếm mà nước khác đã tuyên bố chủ quyền và đã có người ở đấy và đang canh giữ ở đấy rồi. Đấy, thì các bạn thấy không, trong tình hình thế giới vừa rồi các bạn hoàn toàn thấy rõ. Cho nên là mình cũng phải nói ra để cho các bạn hiểu. Nói chung là trước khi các bạn share hoặc các bạn về một cái vấn đề gì đó thì các bạn nên suy nghĩ, dùng đầu suy nghĩ và các bạn phải kiểm chứng thông tin. Chứ các bạn cứ tin những cái tin ở trên cái mạng Facebook này thì đó là những tin thất thiệt rất là nhiều. Cho ngay cái like. Vâng, thế thôi em xin qua thì anh nói rồi. Vâng. Rồi ok, cảm ơn luôn đi. Em xuống dưới đây. Rồi. Xin lỗi. Ở đây có vừa nãy có một bạn tên là Hùng Diêu Linh, mà hôm qua ở anh kênh Trần Siêu thấy mà cũng là một người thấy cũng có tiếng ấy, thì vừa nãy bạn ấy cái like trước bạn xin lên, thì bây giờ tôi còn, nếu bạn còn ở đây tôi mời bạn lên. Đinh Hoàng Long, rồi cho cháu lên. Rồi nếu mà có Hùng Diêu Linh ở đây thì là rồi, đang xem Đinh Hoàng Long. Alo, chào chú ạ. Rồi, xin chào cháu. Xin chào mọi người. Cháu muốn nói cái chuyện hải chiến Hoàng Sa 44 ấy. Thì là như này, cháu nghe thấy trên video kể như này, chuyện hải chiến Hoàng Sa ấy, tàu Trung Quốc là trước khi nó vào ấy chỉ có 4 tàu ấy. Và 4 tàu ấy, tàu nhỏ ấy, tàu bé ấy. Nếu mà để mà thực lực một tàu chiến của Việt Cộng Hòa, chiến một tàu ấy chứ, một tàu chiến của Việt Cộng Hòa mà tức lực đánh thì 4 tàu kia cũng không thắng được. Đấy, mà Trung Quốc nó vào trước khi vào chiếm đảo ấy là nó như kiểu là thăm dò tình hình ấy, là xem ý của Việt Cộng Hòa là muốn đánh nó không để nó vào chiếm. Với cả là như này, khi cái tàu 804 à, đúng rồi, 804, 805 thế bảo là bắn một tàu hộ tống nhá, chìm cái tàu mà kia thì là bị thương. Tàu HQ, cái tàu bị thương ấy, tàu HQ 10, HQ 8, chỉ có một cái tàu HQ bị thương, nó về cảng, về lại cảng ở trong Sài Gòn thôi, thì là người ta mới gọi là gắn huy chương làm lễ này đó. Còn hai tàu kia là không hề bị thương nhá, không hề bị thương luôn, thì là chạy sang Philippines để mà định nhờ Mỹ kia sửa chữa. Nhưng mà người ta bảo là không hiểu tại sao ấy, có là cái ông trợ lý của ông thuyền trưởng mà tàu bị đạn bắn chúng, ông ấy kể lại ấy, ông bảo là
hai đầu kia nhé, là thực ra ấy, nếu mà khi mà chạy ấy, tại sao chạy về 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 Sài Gòn về Việt Nam này mà mày phải chạy sang Philippines gì, mà tại vì từ cái quãng đường mà từ đấy ra Philippines xa hơn cả về Việt Nam là một nhá, mà chắc gì khi sang Philippines ấy Mỹ nó sửa tàu cho đấy, Đúng là rồi, cái thứ tôi nghe hai nhá. tàu H10. Tại cái những cái bài mà viết lên là để tuyên dương những cái nhiều trận chiến hải hải Hoàng Sa đấy, thì là bảo là chỉ 15 phút thôi, trận đánh chỉ 15 phút chứ không phải là nó kiểu như là nó cố viết lên đi xem để cho nó là hoành tráng này nọ ấy, để cho người ta gọi là hiểu cái đấy. Còn Trung Quốc là không lên tiếng vì làm sao, người ta bảo là Trung Quốc không lên tiếng là vì các ông Việt Nam là nghĩ là các ông Việt Nam mình là đang viết bài càng gọi là gì là kiểu như là hoành tráng hơn ấy, thì là bọn nó là càng được kiểu như là được người ta nhìn vào là ngưỡng mộ, là nó khỏe mạnh hay sao ấy, thì người ta mới không lên tiếng thôi. Đấy, còn cái thế bảo là cái gì à? Cái chuyện đấy là bắn là như này, cái tàu 804 ấy, đúng rồi, tàu 804 nếu mà thực lực của nó bắn nhá thì là hai mấy tàu kia không không thắng luôn, có bốn tàu con à, khi khi chiến xong đảo ấy thì bắt đầu nó mới điều tiết tàu cải lăng hàng vào ra tiếp đấy, chứ không phải mà cái tàu chiến nó như tàu cá mà bé, không có pháo nặng luôn Bây đấy giờ là đấy. chú nói này, cái chuyện Hoàng Sa thực tế ra thì theo chú nghĩ, mà nói chung là Đã qua cái tình hình thời sự thì ở chú theo Đà dõi chú biết này, Nẵng thì ở Đà Nẵng là là phi đội ở ở phòng không không quân đấy của Hoàng Hoa là ở Đà Nẵng là cũng đã chuẩn bị gọi là gì, huy động lực lượng là tập trung rồi để đúng đến giờ G ấy, như là 9 giờ ấy bây giờ ấy, đến giờ ấy thì lại phải bay ra để mà chiếm đảo, thì chỉ cần một cái bay thôi ra đánh cũng 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 bung mấy cái bọn mà ở ngoài hòn đảo ấy. Nhưng mà khi đấy chuẩn bị đến giờ xuất phát ấy, thì là thấy bảo là ông Thiệu hay là chính là ở ở nhà kiểu như là nhà nước không không cho nó tránh, chung là hủy, nó tức chặn là rồi, nó chặn rồi thì không vào xem được. cái ông mà hiểu hiện tại là phi công chính của ông Đoàn cái Đức ấy đấy, là ông ấy là ngày xưa là thuộc Nguyễn biên chế Duệ của Thành người đó. Trung, Nguyễn Thành Trung. Đúng thôi, chung đấy ông kể lại thế mà. Vâng, thế xin phép tôi xuống ạ. Cảm ơn Không, chú bây đã giờ cho mình này nghe. cháu ở đây, chú nói với cháu này, đấy là cái diễn biến thôi, chứ còn nếu mà âm mưu chính làm cái cuộc gặp giữa Nixon và Mao Trạch Đông và ngoại trưởng Kissinger và đặng Thục Bình vào năm 1972, đặng Thục Đông Bình Bạch Đông. ở vận đúng rồi vào năm 1972 tại Bắc Kinh, thì nói chung là cái quần đảo Hoàng Sa thì Mỹ đã Không, bán cho Trung Quốc rồi, đã bán nó cho Trung không Quốc phải. rồi, đúng rồi, cho nên là Vâng. Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ tay sai ở chỗ đấy, tất cả dưới quyền của Mỹ hết, kể cả phi đội của Nguyễn Thành Trung không bay ra để chiếm lại cái quần đảo Hoàng Sa cũng là do lệnh của Mỹ đưa xuống. Đấy. Cái ông mà trợ lý của cái tàu mà bị bắn bị thương ấy, ông bảo là nếu thực sự thực lực là Trung Quốc vào ấy, nó không phải vào mà ồ ạt đánh người đâu, mà nó vào từ từ từng kiểu như vào nó xem thăm ý bọn Trung Quốc, là không biết là Việt Cộng Hòa là có nghe Mỹ không, nó thăm dò, nó vào từ 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 để nó lấy chiếm đảo mà chú, chứ không hề đánh nó cái gì cả, không hề bắn chúng trả gì cả đấy, mà tiện bem nhau bằng chìm thôi. Mà cũng may mắn cái tàu kia là cũng không bị nổ thì mới biết chứ, thì lúc về 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 liền thì biết đọc cái mã số của cái đạn ấy, biết là của Mỹ sản xuất thì biết chứ, cho chả được đấy. Tại vì ông bảo là ông Rồi, rất là bức xúc ok. là cái chuyện mà cái người mà đang viết cái bài ở trên bình minh đặng hòa ấy, đấy là tuyên dương lại đánh kể nói chung là hoành tráng, đánh mấy tiếng hồ hay đội kiểu thế, còn ông kia ông bảo là kiểu như là không chấp nhận được cái chuyện đấy. Rồi, cảm ơn. Vâng. Rồi, chú cảm ơn. Nói chung là cái cuộc khải chiến đó thì nói chung mình chỉ ví dụ mình là cái thế hệ mình đi sau, thì mình cũng nghe và mình phân tích tình hình, kể cả nghe ở bên phía bên kia đúng không? Thỉnh thoảng các bạn thấy không? Có cả những cái tàu HQ10 bằng giấy bằng cắt tông thỉnh thoảng được diễu hành ở trên phố Busa, nói chung đó một cái sự nhục nhã thật đấy, nhưng mà thôi cứ để cho các ông ấy tự sướng đi đúng không, cái cuộc sống của các ông cũng chẳng mấy hồi nữa đấy. Qua đây mới vừa vừa nãy vừa rồi tôi mới đọc một cái số mà cái thông tin về cái trận giữ biển đảo của cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấy, trước cái thời gian mà mình giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đấy, thì là nửa cuối tháng 4 thì mình cũng biết được âm mưu của cái bọn nước ngoài ấy. Chúng nó
nhân cái cơ hội này chúng nó sẽ chiếm một số cái đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cho nên mình đã chủ động giải phóng trước đúng không? Một số đảo đó, và đến và trong những cái năm tiếp theo đúng, dù kinh tế của Việt Nam cái hồi đó rất là khó khăn, cái lực lượng hải quân của Việt Nam thì nói chung là rất là yếu, nhưng mà mình vẫn coi như là cũng lấy được rất nhiều đảo khác nhau. Và cái chính dịch CQ88 ấy, đấy các bạn tôi vừa đọc các bạn đều cũng đã hiểu, mình đã coi như là sở hữu được biết bao nhiêu là những cái đảo đá chìm nữa ở cái quần đảo Trường Sa. Vâng, cho đến tức là đến ngày 30, tức là ngày 30 tháng 4 năm 1975, mình coi như chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa coi như là mới có 7 đảo thôi. Nhưng mà hiện nay coi như đến ngày 20 tháng 5 năm 2016, hiện nay là mình đã sở hữu 48 đảo và điểm đảo ở cái quần đảo Trường Sa, đúng không? Chứ còn bây giờ đối với quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc thì tôi đã nói với các bạn rất là nhiều, tức là mình vừa coi như là hợp tác vừa đấu tranh. Hợp tác là mình hợp tác với Trung Quốc, vâng, để coi như phát triển kinh tế ở đất nước Việt Nam, đúng không, để mà giao thương buôn bán. Còn coi như là đấu tranh với Trung Quốc là đấu tranh để giành lại cái chủ quyền biển đảo, giành lại cái Hoàng Sa và Trường Sa, đúng không? Đấy. Thì nói chung là về cái đấu tranh thì tôi nói với tất cả các bạn, đấu tranh thì dùng bằng nhiều phương pháp khác nhau, đúng không? Bằng phương pháp hòa bình, mình lợi dụng vào cái sự quan hệ giữa mình và các nước lớn và các nước có cái quyền lợi ở trên Biển Đông này. Đấy. Ví dụ như Mỹ hoặc là Nhật hoặc là Nam Triều Tiên, người ta cũng có quyền lợi ở trên cái Biển Đông, tức là ở cái Biển Đông này là một cái tuyến đường hàng hải rất quan trọng. Đấy. Thông thương giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Thì một năm thì là có người ta dự đoán là tới được có khoảng 5 tỷ US hàng hóa giao thương qua đây. Thì đó là một tuyến hàng hải rất quan trọng. Bản thân Mỹ chẳng hạn thì nói chung là hiện nay coi như là cũng có một cái chiến lược, tức là chuyển dịch sang châu Á Thái Bình Dương, mà nói chung là cái Biển Đông của mình đó là cũng là cái mục tiêu. Không, tôi không sống ở ấy, Việt Nam Cộng Hòa thì không bao giờ người dân sống ấy cả. Nói chung là chúng nó o ép những người dân đi đứng điếm trộm cắp đấy các bạn thấy không. Ví dụ tôi chỉ vào thành phố Hồ Chí Minh này lần đầu năm 1984, thì thời gian đó các bạn thấy thế nào đấy, ở đây có nhiều người sống ở cái đất miền Nam này coi như là sau năm 1975 hoặc trước và thời trước năm 1975, đúng không? Cái thời gian đó coi như là đi điếm này, trộm cắp này, các thứ là rất là nhiều, cướp giật này rất là nhiều. Nhưng bây giờ các bạn thấy không, cái xã hội nó biến đổi không? Đúng không? Cái nhân văn của coi như cái thời Ngụy Sài Gòn này. Rồi ở đây có Hùng Diêu Linh không? Nào có bạn nào lên trao đổi cùng với tôi này. Đúng không? Cho nên là chính qua tôi nói về cái quần đảo Trường Sa, đúng không? Chính bọn coi như là Việt, bọn Ngụy Sài Gòn chúng nó bán rất nhiều ở những cái đảo ở cái quần đảo Trường Sa cho cái bọn ngoại bang, đấy bán cho Philippines 5 đảo luôn. Đúng không? Chứ còn là cái thời gian trước là quan hệ giữa con Mỹ và Philippines như là một nước chư hầu của Mỹ chẳng hạn. Việt Nam Cộng Hòa cũng thế. Thì tại sao Việt Nam Cộng Hòa lại chiếm được cái năm cái đảo ở cái quần đảo Trường Sa đó, từ bọn Philippines
chiếm được cái năm cái đảo ở quần đảo Trường Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Cái này là do bố Mỹ hết, đúng không? Một chính quyền bùn nhìn. Cho nên là đấy cái chuyện mà Sương Quang Ngô cũng nói là ba con ngày xưa cũng đi lính Việt Nam Cộng Hòa, kẻ ăn chơi khỏi nói, thời điểm sống nay chết mai, chỉ lo ăn chơi là chính. Công Minh sinh năm 1963. Nhân văn gì cái chính quyền ngụy Sài Gòn trộm cắp đi điếm đầy ở đấy. Năm 84 tôi vào trong thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên này, mà tôi thấy một cách kinh khủng luôn đó. Gái điếm thì coi như là tràn ngập khắp Sài Gòn, ở phố nào cũng có. Cướp thì coi như là cứ cướp số 7 này, đeo cái đồng hồ này, đúng không? Ra đường đi qua bập phát xong thì các bạn thấy bây giờ như thế nào? Ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn đi đêm đi hôm 3, 4, 2, 3 bây giờ sáng thì vẫn an toàn, đâu có gì đâu. Cái thời gian vừa rồi các bạn thấy không? Ở thành phố Hồ Chí Minh đâu có cướp giật các thứ không? Những vụ cướp giật nó càng ngày nó càng bớt đi rất nhiều. Hết thì không hết, hết hẳn được, ở đâu cũng thế thôi. Ở đất nước nào cũng vậy thôi. Đúng rồi, nói chung là hôm nay mình chủ yếu mình nói về cái chuyện mà ở cái đảo của Thị Thứ, mà ở quần đảo Trường Sa mà hiện nay do Philippines kiểm soát. Thì là ngày hôm qua, tức ngày mùng 5 tháng 3 thì là cũng rất nhiều những cái tin tức nói là bọn Trung Quốc đã dùng quân sự để chiếm cái đảo Thị Thứ đó. Thì cái chuyện này mình lên mình tìm hiểu và nói chung mình phản bác những cái luận điệu đó. Và nói chung là những cái luận điệu này thì nói chung là nó chuẩn bị cho ngày 14 tháng 3 sắp tới, đúng không? Ngày 14 tháng 3 đó là ngày coi như là cái vụ thảm sát, mình gọi là vụ thảm sát Gạc Ma, làm cho 64 chiến sĩ ta bị hy sinh. Cái này tôi nói với tất cả các bạn là cái vụ đảo Thị Thứ này tôi đã khẳng định các bạn là do bọn Ba Que. Nó sâu cuối chuỗi này các sự kiện này. Trước khi ông Tổng thống Trump sang đây họp cuộc thượng đỉnh này thì đã có cái tin là Trung Quốc rút 100 cái tàu chiến ở ngoài Biển Đông về, đúng không? Ngay mùng 5 tháng 3 này có tin là Trung Quốc điều quay 100 tàu chiến lại ra lại, và coi chung là chúng nó cứ mập mờ chúng bảo là Trung Quốc tấn công cái đảo Thị Thứ của Philippines và chiếm đảo Thị Thứ. Đây là những cái bài của chúng nó. Vì là sắp đến ngày 14 tháng 3 rồi. Cái chủ yếu là nó để cho, tức là những người dân mình căm ghét cái bọn mà Trung Quốc, đúng không? Thực tế là tôi nói với tất cả các bạn này, không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn, đúng không? Bây giờ ví dụ là ở trong mình biết ông này như thế này, ông kia như thế kia, mình biết cách mình đề phòng, đúng không? Còn về mặt thì mình vẫn cứ quan hệ ngoại giao tốt với tất cả các nước để mình coi như xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển. Em mời anh Trần Siêu nhé, một mình em nói khản tiếng quá. Hôm nay chỉ nói xem có Hùng Diêu Linh vừa nãy. Vâng, xin chào anh Siêu. Xin chào Hoàng Nguyễn và xin chào tất cả anh chị em trên diễn đàn Hoàng Nguyễn nhé. Nói về cái thông tin mà bọn Ba Que đưa ra mà
Thì chủ yếu là cái sắp sửa đến ngày 14 tháng 3 này cho bọn nó tung hỏa mù ra để khơi dậy cái lòng hận thù. Nhưng mà tại sao coi như là họ lại không tung cái tin là đánh sang đảo Việt Nam chứ đánh đảo Philippines, là Philippines là nó là cái chuyện gọi là đồng minh của Mỹ rồi, đã ký hiệp ước chiến lược và có thể bảo vệ nhau trong lúc chiến tranh rồi. Nếu như nước nào xâm phạm Philippines thì Mỹ phải có trách nhiệm bảo vệ. Vậy thì tôi hỏi rằng là các bạn tung cái tin xong ngu thế, thằng nào tung cái tin xong ngu thế? Nếu mà đánh Việt Nam thì có thể Mỹ không dúng vào, chứ đánh Philippines thì Mỹ nó sẽ dúng vào đấy. Đấy, vì đó là đồng minh và đã ký hiệp ước, hiệp định. Ví dụ như Nhật, ai nước nào động đến nước Nhật thì Mỹ sẽ dúng tay vào, vì đó là cái coi như là họ đã ký hiệp ước với nhau, ví dụ thế. Còn Việt Nam đây thì chưa ký hiệp ước với một nước nào cả. À, có nghĩa là chưa ký, không ký hiệp ước với một nước nào, vì Việt Nam có khả năng tự bảo vệ lấy mình, tự đánh. Mỹ còn đánh thua rồi, Mỹ còn thua chạy rồi thì còn phải ký với Mỹ làm gì nữa, cần gì. Đấy. Bây giờ Việt Nam có bảo vệ Mỹ thì có thôi, chứ Mỹ thì đánh thua chạy rồi. Còn trong Trung Quốc thì bây giờ bị Việt Nam đánh sợ vãi cứt rồi, bây giờ làm sao dám đánh Việt Nam được nữa. Đấy, nó chỉ đánh Philippines thôi. Mà bây giờ Trung Quốc nó còn đánh Philippines, nó đánh cả sang Mỹ cơ. Nó À, đánh cả vâng, sang Mỹ cơ. em Đấy, xin lỗi anh Trần xong Siêu nói với Trương rồi. Quang Ngô này. Tức là đảo đó do Philippines chiếm giữ mà bạn nói đánh nhau thì kệ nó. Đúng không? Tức là nó cái vấn đề Không không được, phải thế. Không phải thế. không phải Tôi thế, nói nhá. Thứ nhất là cái đảo thị thứ đó đúng. nằm trong cái quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền. Đúng không? Với thứ Đó. hai là nếu mà Trung Quốc mà chiếm lấy bằng quân sự thì cái chuyện nó đánh Philippines được thì nó sẽ đánh những cái đảo của Việt Nam được. Đó là cái Đúng. ẩn ý phía sau. Tôi nói với tất cả Đúng các bạn như rồi. thế. Biết là Cho như nên các thế bạn rồi, đừng nhưng có mà nghĩ nó đơn giản. ngu. Đúng rồi. Nó đưa cái tin đó, cái quần đảo đó nó đúng ra này. Hiện tại bây giờ Việt Nam tuyên bố gọi là chủ quyền toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đó là của Việt Nam. Nhưng Philippines nó đã chiếm cái đảo đó từ năm 1970 là thời Việt Nam Cộng Hòa. Nó chiếm mà Việt Nam Cộng Hòa không nói gì. Có nghĩa là không nói gì cả. À, thế là tự nhiên Việt Nam Cộng Hòa không đòi. Tại sao Việt Nam cái thời gian đó Việt Nam Cộng Hòa không đòi? Có nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy sợ Mỹ mà không dám đánh Philippines. Đúng không? Vì cái thằng Mỹ lúc bây giờ là nó là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh của Philippines nữa. Trong khi nó bảo Việt Nam Cộng Hòa thôi, cho nó là phải cho. Thằng Mỹ nó bảo cho là phải cho. Đúng. Nó bảo cho cái đảo Đài Loan nó bé tí thôi. Nó thẳng một câu là không phải là phép chứ, bây giờ chỉ cần một đại đội có thể ra đánh được cái Đài Loan. Thế mà trong khi đó Việt Nam Cộng Hòa không dám đánh chiếm cái đảo Hòa Bình. Đấy, sợ cả Đài Loan, Việt Nam Cộng Hòa sợ cả Đài Loan nó cũng chiếm lại đến đảo Hòa Bình mất từ năm 1956. Đấy, 21 năm mà tại sao Việt Nam Cộng Hòa không chiếm lại cái đảo Hòa Bình đó? Kệ Lý mẹ do là nó sao? đỡ, Đó là của Việt ở Nam. trong nhà nhiều khi phải có chó nó sủa. Được chưa? Thì nó mới vui được, cứ kể cho sủa, nhưng mà nó phạm đến vấn đề ví dụ nó cắn người chẳng hạn, được chưa? Là đá đít nó Rồi. ra khỏi cửa, con cứ để chó sủa đi các bạn. Bây giờ tôi phải hỏi là các bạn phải tìm hiểu là tại sao 21 năm Việt Nam Cộng Hòa giữ cái đảo Trường Sa mà lại để cho cái như là cái thằng Đài Loan nó chiếm cái đảo Ba Bình đó ở quần đảo Hoàng Sa mà không dám đánh nó để chiếm lại đã. Và cái đảo Ba Bình là cái đảo lớn nhất ở đảo Hoàng Sa. Hiện tại bây giờ Đài Loan đang chiếm giữ. Vậy tại sao? Lý do tại sao nào? Đấy. Trong khi đó Philippines chiếm đảo thị tứ của quần đảo Hoàng Sa năm 1970, Việt Nam Năm Cộng Hòa không đảo, ra chiếm năm lại. đảo mà, Ừ, năm đảo năm đảo, mà, năm đảo năm ư? đúng không? Nhưng Năm mà chín cái bảy đảo mươi thị tứ là to nhất. to Đảo nhất. thị tứ to nhất mà tại sao không dám đánh lại, đánh lấy đảo thị tứ từ cái năm 1970 đi? Đấy. Không, cái này nó cứ gửi tin nhắn bực quá. Thế thì còn cái thứ hai nữa là khi Việt Nam Cộng Hòa mà coi như là để cho Mỹ chiếm, à quân Trung Quốc nó chiếm lửa cái phía đông cái đảo coi như là Hoàng Sa từ năm 1956, mà 21 năm đó Việt Nam Cộng Hòa tại sao không đánh chiếm đấy cái lửa đảo thôi, lửa cái quần đảo Hoàng Sa thôi, mà để cho chiếm đến năm 74 nó chiếm thôi. Lý do tại sao? Việt Nam Cộng Hòa anh hùng lắm cơ mà, anh hùng lắm mà. Tôi nói cho các bạn biết là tại sao, lý do đây là tôi nói cho các bạn nghe rõ để hiểu lý do Việt Nam Cộng Hòa tại sao không dám đánh Trung Quốc và Trung Quốc cũng không muốn chiếm nốt Việt Nam Cộng Hòa, cái đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa những năm trước, mà để đến năm 74 mới dám lấy. Tôi nói cho các bạn này,
Ngày xưa tin đồn lúc bấy giờ là thứ nhất là Mỹ là đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa, mà Mỹ gọi là đã đưa Việt Nam về quân sự của Việt Nam Cộng Hòa mạnh thứ tư thế giới. Trung Quốc nó nghe thấy mạnh thứ tư là nó sợ bẻ đái rồi, nó không dám đánh. Nhưng mà trải qua một số cái trận chiến, lính Việt Nam Cộng Hòa mà chỉ hù cái là chạy, còn người Cộng sản người ta đánh là đánh Mỹ, chứ người ta không dám đánh Việt Nam Cộng Hòa đâu. Nó chỉ hù cho chạy thôi, nó đã chạy bãi cứt rồi. Cho đến khi đến năm 74 Mỹ rút rồi, Trung Quốc nó biết là Việt Nam Cộng Hòa là quá hèn nhát, nó mới đánh nốt. Đấy, nó đánh nốt mà Việt Nam Cộng Hòa chưa đánh đã chạy rồi. Nó biết nó chỉ hù cái là chạy thôi. Có mấy cái trận đánh cá của nó, mấy cái trận đánh cá nó đánh cho hạm, bốn cái hạm đội to của Việt Nam Cộng Hòa chạy cong đít, một cái ở lại bị chìm, còn ba cái cong đít mà chạy mất. Đấy, đấy là cái thể hiện nên là cái đúng, cái hèn mạt nhục nhã của Việt Nam Cộng Hòa. Jonathan Đức Anh nói đấy, 50 cái trận giảm giá là ba. Đấy, tôi nói thế. Còn bây giờ tôi nói cái chuyện thảm sát Gạc Ma, nói cho các bạn phải hiểu này này. Giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam vẫn tuyên bố là chủ quyền của đất nước Việt Nam. Đó là hai quần đảo này. Nhưng cái Biển Đông, cả một cái khu Biển Đông, chỉ có mỗi một mình Trung Quốc nó tuyên bố là cả của nó tất. Cho nên Việt Nam chỉ tuyên bố có hai quần đảo đó thôi. Hai quần đảo nó nằm giữa Biển Đông, mà hai quần đảo đó là thuộc của Việt Nam. Đấy, mà Việt cái Nam thằng là... Nhưng cái đảo chim, mày ngu cái à, đảo chim, tức là không được nổ súng trước, đúng không? Mình không gây sự trước. Thôi thôi, và đấy là không nói chuyện chim, nổ súng trước không sao sao được cả. Không, thằng cái thằng ngu. Đấy nhưng là cái đảo chim nó nằm ở dưới nước. Ừ. Ai công nhận cái đảo chim ở dưới nước là quần đảo à, là lãnh thổ của một nước nào? Ừ. Đấy. Làm gì có ai công, làm gì có luật quốc tế là cái đảo chim đó là tôi tuyên bố là của tôi, chẳng qua là ai chiếm được. Ai tuyên bố chủ quyền trước, người đó được trước. Trong khi đó bao nhiêu năm không có nước nào tuyên bố chủ quyền. Việt Nam ra là chiếm đầu tiên, 20 đảo có bao nhiêu hai bao nhiêu cái đảo chìm đó thì Việt Nam chiếm 20 đảo chìm rồi. Trung Quốc nó ra nó nhanh chân, nó ra nó chiếm được cái đảo Gạc Ma. Và cái 6 cái điểm đảo đó, cái gì gọi là cái đã, cái đó chỉ làm được cái nhà dàn để mà dự gọi là tuyên bố chủ quyền thôi, cắm cờ để mà tuyên bố chủ quyền thôi nhá. Còn nước nó ngập đi là thì làm gì gọi là lãnh thổ, đó không gọi là lãnh thổ, đảo chìm không gọi là lãnh thổ, mà chỉ có đảo Lỗi anh mới được tuyên bố chủ quyền. Nói cho biết là như thế nhá. Đang ngu thì còn cứ kêu ấy. Tại sao bao nhiêu năm, 21 năm Việt Nam Cộng Hòa chiếm giữ những cái cả đảo chim đảo Lỗi, tại sao không ra cắm gian để tuyên bố chủ quyền? 21 năm nằm đấy, tại sao không làm một cái nhà giàn thôi để mà tuyên bố chủ quyền thôi? Thì cái năm 88 lúc đó là Việt Cộng có chiếm được chăng nữa thì cũng tuyên bố đó là chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa chiếm giữ, và đến khi Việt Cộng tiếp quản thì làm sao Trung Quốc nó dám chiếm, để cái đảo chìm đấy không ai chiếm giữ thì nó chiếm, vậy thì đổi cho ai? Tôi hỏi rằng 21 năm, thời gian 21 năm có phải là ngắn đâu, tại sao Việt Nam Cộng Hòa không ra làm một cái dàn nổi thôi để chiếm giữ cái đó, tuyên bố chủ quyền. Tôi hỏi đấy, thực lực của coi như chính quyền chỉ còn có mà, đúng không? Có tàu chiến lớn, có Mỹ đứng đằng sau, đúng không? Ừ. Thì nói chung chỉ cần đề đạt với Mỹ là để Mỹ vì ấy cái thứ đó có hạm đội 7, có đầy đủ tất cả các thứ. Nhưng mà nói thực với anh Siêu nhỉ, đúng, cái chính quyền ngụy Sài Gòn đó là chính quyền tay sai đặt tại Biển Đông. Thằng Mỹ nó bảo sao nó làm vậy, mẹ không dám hô hết một tí nào à? Rồi cái thời gian đó nhá, bao nhiêu hạm đội của Mỹ đóng đỗ ở tại Biển Đông để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, tại sao Việt Nam Cộng Hòa không ra làm cái nhà giàn lên nữa thôi để tuyên bố là chủ quyền, cái quần đảo chim này là của tôi? Vậy thì tại sao không làm được mà bây để đến cuối cùng là như thế xảy ra? Tôi hỏi rằng là tội lỗi cho ai mà ra bảo là đổi cho trong cái vụ thảm sát Gạc Ma? Tôi không nói đấy, tôi giải thích cho mọi người biết rồi, đây là một cái đảo chìm mà coi là cái bãi chìm dưới nước đấy, khi nào nước rút lên thì nó mới trơ lên một vài hòn đá thôi. Ai gọi đó là lãnh thổ? Không có một cái luật nào của Liên Hợp Quốc công nhận cái đó là lãnh thổ cả. Trung Quốc nó chiếm và nó phun, nó hút bùn, hút nó đắp nó lên thành đảo, nó cũng đã bị thế giới người ta lên án. Đấy, nói cho mà bọn mấy cái ông Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông Ngụy Lô này hiểu rõ là như đây là anh ơi, Sơn Siêu vừa nãy cái luật đây. Vừa nãy có một bạn nói là Việt Nam Cộng Hòa đấy, tức là biếu cho Campuchia 5 đảo ở phía tây nam gồm nhá, tức là không biếu bán cho Trung Quốc, còn biếu là đây là gồm những cái, gồm có
hòn năng này, trong và ngoài, hòn tai, hòn kiến vàng, hòn keo ngựa và hòn sọc. Đấy, cũng biếu với Campuchia mà. Chứ còn đấy, em nói anh nhá, coi như 5.000 các bạn các... trong đó nhá. Các bạn nên nhớ đấy. À, bằng nào nghĩa nói tức, trước đi. Vâng, tức là năm 1978, đúng không? Bọn Campuchia còn chiếm cái đảo Thổ Chu, nó có đảo lớn ở ở Kiên Giang các bạn biết, gần đảo Phú Quốc, đúng không? Đúng. Nhưng mà cũng bị cái bộ đội ta đánh cho văng cứt chạy ra bờ kia. Đấy các bạn thấy không? Đấy là cái đúng, tinh thần giữ đất giữ đảo. Quả cái chế độ này do Đảng Việt Nam lãnh đạo. Tôi hỏi rằng này, khi tôi nói cho các bạn biết nhá, khi Việt Nam Cộng Hòa chiếm nhá, thì chỉ có mấy cái tiểu đội của lính Việt Nam Cộng Hòa ra chiếm một cái đảo ở Hoàng Sa thôi, cái đảo nhỏ Hoàng Sa thôi. Khi Cộng sản giải phóng ấy vào là chiếm 5 điểm đảo, đầu tiên là chiếm 5 cái đảo nổi đó của Việt Nam Cộng Hòa. Và sau này bây giờ mở rộng ra là 41 điểm đảo tất cả. Thì có phải là mất hay còn hay là được nào? Tôi hỏi các bạn thế. Còn tất cả những điểm đảo mà các nước người ta đã chiếm rồi thì bắt buộc người ta vẫn tranh giành. Mình không thể lấy cái vũ lực bỏ luật quốc tế mà cứ đánh bừa đi người ta được. Bây giờ thôi, bây giờ tôi nói như này, cái đảo à, cái gọi là Buley nó là một cái hòn đảo thôi, nó có 30 mấy nghìn dân thôi. Thử hỏi rằng là đấy, nó có mạnh không, tại sao không dám đánh nó? Đấy, đó là có luật quốc tế chứ không thể đánh được. Nên nhớ là mọi người nên nhớ không thể đánh được. Cái thời gian Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa chiếm giữ biết bao nhiêu điểm đảo, nhưng mà bỏ hết cho các nước người ta chiếm. Tất cả 6-7 nước người ta chiếm, kể cả Campuchia luôn, chiếm mấy hòn đảo nhỏ đó. Và rồi Trung Quốc, rồi là Philippines, rồi là các nước người ta chiếm những cái gió. Mà tại sao Việt Nam Cộng Hòa lúc thời gian ra nó không chiếm lại đi, kêu đó là chủ quyền đi, mà bây giờ mới kêu là chủ quyền? Tôi hỏi là khi Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng vô điều kiện bỏ chạy, công đua chạy mất, không biết bây giờ lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa ở đâu, thì bây giờ mới lại kêu đó là lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Anh Trần Siêu, anh xuống để xem mời thằng Sơn Tùng lên như, nó như nào. À, okay. Không vấn đề gì ạ. Okay, sao lên. Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi em sẽ mời anh lên ạ. Đấy, tao mời mày lên. Đấy, đang thêm Sơn Tùng. Không dám lên à? Mẹ uống ủng hộ đi. Ôi không có đường dám uống. Nào Sơn Tùng đâu? Ok đi. Rồi mời Sơn Tùng lên. Tiếp tục mời lần thứ hai. Đâu có dám lên. Yeah. Đấy, đòi lên đâu dám lên. Thích được không? Tớ mời lần thứ ba. Rồi để nó sẽ mời lại nó lần nữa. Này mời lần thứ ba nhá. Đang thêm. Đấy, khách mời từ chối luôn. Trời ơi, cho nên là thôi rồi, mày cứ ngồi dưới sủi con. Hèn chưa, đúng không? Muốn xin lên, mời lên, không dám lên. Lên đây nha, tất cả những người đối lập, trừ AQ ra, tôi đều mời lên hết. Quá nhục nhã. Rồi. Đây, rồi, sẽ mời lên lần thứ tư. Đang thêm. Đấy, đang mời. Từ chối luôn đúng không?
đúng là thằng loại lút lùm, chúng mày hèn. Mày bây giờ kể cả Tân Thái với anh Sương nhá, mày tao vào rích giả thì nó không biết, nó cho lên lên cái nói mấy câu nói rất lịch sự, nó cho xuống ngay. Cú sợi bấm lên không được, mày tao mời mày lần cuối cùng, lần thứ năm này, ai ai mời lần thứ năm này, đấy. Đăng thêm đúng không, đâu dám lên, mẹ khách mời từ chối ngay, nó có camera luôn á. Nguyễn Nhật Lệ, tại sao mà không mời được Nguyễn Nhật Lệ, đăng thêm Nguyễn Nhật Lệ. Chỉ có lúp lùm mà nó sủa bậy. Các bạn cứ để cho nó đấy, cho sủa. Nhà phải có cái tiếng sủa để cho nó mới vui được. Sao lại không thêm, không mời được Nguyễn Nhật Lệ nhỉ? Có khả năng cái mạng của bên bạn quá yếu. Rồi, mời bạn xem AI. Mời luôn. Ở đây tôi mời hết mà. Kể bạn quen, bạn lạ, các thứ, mời hết. Đăng thêm xem AI. Bạn có tên rất là hay. Không được. Bố cái thằng Sướng Tùng rồi. Này nhá, có camera đàng hoàng nhá, bấm nhá. Bấm tiếp nhá, đưa Sơn Tùng với máy ảnh nhá. Này, đấy, đăng thêm. Đăng thêm Sơn Tùng. Đấy, khách mời từ chối. Rồi, nó không dám lên rồi. Rồi, có bạn nào xin lên không? Tôi mời các bạn lên. Năm nay sao giọng nó khản quá. Trời mẹ. Không, ở đây nào cái 3 sọc, 4 sọc, 5 sọc các thứ mời hết. Đâu không mời ai đâu. Rồi Nancy em thoát ra đi. Em hiện nay không có camera. Rồi. Rồi mời Bình Nguyễn, chưa anh Nguyễn Bình Phương trước. Đăng thêm anh Nguyễn Bình Phương ạ. Rồi xin chào anh ạ. Chào anh Bằng, chào các bạn với diễn đàn. Cái chủ đề của anh cái đảo Thị Tứ này đó, thì cái bên chỗ kênh YouTuber đó nãy cái cậu nào mở đó tôi cũng có nghe rồi. Vâng, cái đó hầu như người ta nói rất là đầy đủ à. Vâng. Rất là đầy đủ, cho nên chắc mình cũng không cần phải nói lại cái chỗ đó anh. Đúng rồi, Nasi hiện nay không có camera. Rồi xin mời. Thành ra đó là mình lên mình nói một cái như thế này nè, tức là rất tiếc là có một tờ báo mà nằm trong cái sự lãnh đạo của mình mà vẫn bị ăn phải bả của tụi nó. Đó. Ban biên tập cái tờ báo quá dở. Em thật, em là cái người mà ví dụ không biết mà em đọc cái tin này cái này em cảm thấy cái tin này đã là không chính xác rồi. Thì em đã đi kiểm tra lại. Đúng ngay. Rồi xin mời. Nhưng mà mình chưa có kiểm tra được, thành ra đêm qua tôi cũng có nói với bạn trẻ đó, tôi nói cái này á thì là nghe thì có vẻ vô lý,
À, nhưng mà mình chưa biết, mình chưa có thông tin chính xác thì mình chưa dám bác bỏ ngay, tại vì mình đâu phải là liền bác liền, nhưng mà thấy nó vô lý liền rồi đó. Nhưng mà có điều là mình không biết nó thực tế nó sao, nhưng mà có cái này là chính xác nè anh, tức là không phải là đánh chiếm đảo, không phải là cái gì hết, nhưng mà có một số tàu tàu đó là tàu đánh cá, tức là nó núp dưới cái vỏ là dân quân đó, tức Dân là trên sự tàu nó có trang bị võ trang, nhưng mà dưới cái dạng dân sự thì là nó có đóng ngay cái chỗ cái bãi cát, phía cái bãi cát gần cái đảo Thị Tứ đó, thì cái đóng này đó là nó đóng cũng tương đối cũng hơi cố định, bởi vì bên kia đó thấy nó tàu đánh cá đó thì nó có thỏa thuận với Trung Quốc, hai bên nó có thỏa thuận đó là không có bên nào đụng bên nào, nhưng mà hoàn toàn nó không đánh cá mà nó chỉ đóng đó, nó có định hình như đó là nó theo dõi cái chuyện mà mở rộng cái đảo Thị Tứ của Philippines. Bởi vì thật ra là Philippines đó là họ cũng cái cũng đang mở rộng cái đảo Thị Tứ này, mở rộng cái đường băng, rồi mở rộng một số cái, cho nên Trung Quốc nó đang rất là theo dõi, bởi vì nó gần sát với lại cái điểm của là nó đang theo dõi sát cái này. Thì như hồi nãy trên ba trên YouTuber có đăng cái vụ có nói cái chuyện mà cái chiếc trực thăng bay đó, cái chiếc trực Vâng. thăng bay nửa đêm đó. Thành ra là nói chung cái tình hình biển đảo đó các bạn, nhất là cái giai đoạn mà các nước đang đến cái thỏa thuận cái COC này đó, thì ra là nó rất căng thẳng với nhau, nhưng mà căng thẳng nhất có thể nói là ta với Trung Quốc, bởi vì cái này là một cái chuyện mà thỏa thuận với nhau các cái ứng xử trên biển đông, mà cái phần lớn nhất á, là các cái nước khác thì thường thường á, là họ không có đụng chạm nhiều giống như mình, mà đụng chạm nhiều nhất thì phải nói là Việt Nam Trung Quốc. Thành ra là cái thỏa thuận để mà thỏa thuận đi được cái COC này đó thì là rất là căng thẳng, rất là căng thẳng. Thành ra nói thật với các bạn là khi mà mình nói về biển đảo này đó thì phải bám sát vô. Cái thứ hai nữa là phải biết luật lệ, mình mới hiểu được cái động thái của chính phủ của mình. Chứ nếu không khéo á, là chúng ta lại yêu nước nhưng mà chúng ta hăng say nói, nhưng mà nhiều khi nó cũng không có được chính xác lắm. Thì tôi chỉ nhắc các bạn vậy thôi. Bởi vì trong đó nó có những cái chuyện là quy định đó, thì rồi cái tòa án mà khi nó xử cái đó đó thì mình phấn khởi, có cái là nó bác bỏ cái đường chữ U, cái đường lưỡi bò, Nhớ thì bỏ. đó là cái điều phấn khởi nhất. Thế nhưng mà bên cạnh cái điều mà họ đưa ra để họ bác cái lý lẽ mà để họ bác cái đường lưỡi bò đó thì nó cũng mang đến một số cái bất lợi khác chứ không phải là không có. Ví dụ như là nó tuyên bố là toàn bộ các cái đảo ở quần đảo Trường Sa chỉ là đảo đá, mà đảo đá đó thì là không phải là cái đảo để có thể tự sinh tồn trên nó được, mà không tự Bãi sinh đá tồn mà thí ngầm, dụ như là cái bãi đá ngầm. Mình gọi là bãi đá không bãi ngầm đá thì khác sao? anh, bãi đá ngầm nữa, nửa chìm nửa nổi lại là khác nữa, tức là trong đó thí dụ như cái Gạc Ma của mình ngày xưa đó là nửa chìm nửa nổi bãi đá ngầm, nhưng mà cái đảo thí dụ như là đảo Trường Sa lớn thì của mình là đảo nổi chứ không phải là nửa chìm nửa nổi. Đúng rồi. Mà đảo nổi á, thì nó phải còn cái quy định theo cái luật quốc tế đó là đảo đó có thể tự cung tự cấp được hay không, tự sinh sống được hay không, thì cái đảo đó mới có thể tính ra 200 hải lý, tính ra thêm 200 hải lý. Còn nếu như nó chỉ là cái đảo đá thôi thì chỉ được có 12 hải lý, mà nếu 200 hải lý thì nó mới có giá trị. Là bởi vì nếu như cái đảo chúng ta đang chiếm nó, mấy chục cái điểm của chúng ta đang chiếm này nè, nếu nó là cái đảo nổi mà nó 12 hải lý thì không có ý nghĩa gì lớn lắm. Thì đó là cái điều mà sau khi cái quyết định của tòa án đó là cái điều mình hơi buồn. Nếu như họ không phán cái đó đó thì có thể từ À, xin đó chúng ta ra lỗi, 200 hải lý. xin lỗi anh, bạn Minh Chiến Phạm bảo sao? Anh bằng nhu nhược quá, có nghĩa là như thế nào? Tức là cứ để cho nó ở đây. Đối thằng Sơn Tùng tôi cứ để cho ở đây, nguyên tắc của tôi là cứ để cho nó sủa, cho nó vui. Chứ còn nếu mà xúc phạm đến các vị lãnh đạo và Bác Hồ là tôi lốc. Đó là nguyên tắc của diễn đàn tôi. Còn mày sủa, mày xử tao sủa thoải mái. Còn bạn cứ nói mình nhu nhược như thế nào, bạn cứ nói đi. Mình sẽ sửa. Rồi. Rồi xin mời anh. Thì đó. Thành ra là cái việc mà các bạn nói đó, là 12 hải lý hay là 200 hải lý đó, thì hầu như nước nào khi mà chiếm nước ngoài đó thì cũng có cái suy nghĩ, thí dụ như là Philippines hay là Việt Nam là hai cái nước mà coi như họ có cái suy nghĩ là họ định định áp dụng cái gọi là chuỗi đảo. Chuỗi đảo là tức là họ nói cái chủ quyền của thí dụ cái đảo mình là được 12 hải lý, mà nếu khi trong phạm vi 12 hải lý đó nó có một cái đảo nữa
thì chúng ta có quyền nói nó thành là một cái chuỗi đảo. Nhưng mà nếu như dưới cái tuyên bố của tòa án á, thì cái điều mà áp dụng cái chuỗi đảo là không áp dụng được. Thì cái này á, là cái này á, thì nó thưa với các bạn là tôi cũng đọc trên chỗ mấy cái ông mà nghiên cứu mà mấy cái biển đảo á, mà chuyên gia đó, mấy ông tranh luận với nhau á, thì khi mình đọc vô mình mới hiểu được nó còn rất là phức tạp thưa các bạn, rất là phức tạp. Thành ra mình không hiểu á, thì mình không hiểu tại sao mà chính phủ của mình không có tuyên bố mạnh mẽ cái khi mà cái tòa án mà nó xử xong á, thì á, là mình chỉ thấy chỉ được có một yếu tố thuận lợi đó là họ bắt cái đường lưỡi bò thôi. Nhưng mà một số cái mặt khác trong họ tuyên bố đó thì là mình cũng không hồ hởi lắm, chứ không phải là như luận điệu của tụi Ba Que rằng là tụi Trung Quốc nó bị thua tòa án xử cho Philippines thắng, cho nên là Việt Nam là nịnh bợ Trung Quốc, là không có mừng rỡ, không có công bố lên gì hết trơn. Thật ra trong cái điều mà họ tuyên bố đó nó có những cái bất lợi hết chứ không phải là không. Ví dụ như tôi nói hồi nãy là 200 hải lý không được, mà không được á, thì những cái việc mình chiếm đó nó không có ý nghĩa lớn, rồi mình không có thể áp dụng cái chuỗi đảo để sau này mình xác lập một cái chủ quyền mà rộng lớn ở đó. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là họ tuyên bố về cái vấn đề mà trong cái xác lập chủ quyền thì nó có mấy cái, thì trong đó nó có gọi là về mặt lịch sử đó. Mặt lịch sử thí dụ như mình nói là hồi xưa bên Hoàng Sa cũng vậy, bên đây cũng vậy, tức là mình đã cho ra để mà thu hoạch phân chia phân đồ. À, nhưng mà đó thì cái tòa án nó lại phân tích đó, nó nói mình cũng hơi bất lợi, tức là nó nói là Trung Quốc cũng từng có ra, kể cả Nhật Bản cũng đã từng gửi những cái đội thương thuyền để thu hoạch những cái phân chia. Thì như vậy nếu như các anh đều đưa ra những cái luận điểm đó để bảo rằng là mình đã từng là ra đó từng thu hoạch từng phân chia, thì ai mới là người chủ? Ai mà người chủ mà nó nói như vậy, cái điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là đảo này là cái quần đảo này là hầu như là vô chủ đó, không có thể là ai mà cứ thành đó. Bây giờ mình Việt Nam á, công dân Việt Nam thì mình bao giờ mình cũng nói rằng là theo đảng nhà nước mình, theo chính phủ mình, từ xưa đến nay là mình khẳng định trong tim trong óc của mình là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của chúng ta. Nhưng mà nói với các bạn là đó là chúng ta nói, còn quốc tế họ nói như thế nào còn là một chuyện khác nữa. Rất khó khăn, rất khó khăn trong cái việc mà đấu tranh biển đảo ở Trường Sa. Thành ra là nếu chúng ta không nắm chắc thì chúng ta sẽ khó mà thông cảm với chính phủ, và nhất là đập tan cái luận điệu của tụi Ba Que đó. Hở thì là nói thế này thế khác, thật ra rất là khó xử, rất là khó xử. Cho nên tại sao ta hiểu là chính phủ chúng ta, nếu mà nói ví dụ như là Philippines, Philippines nó chiếm của mình 5 cái đảo đó, các anh nói là tôi không nói lại, nhưng mà bây giờ tại sao chúng ta mạnh hơn Philippines mà chúng ta không dùng vũ lực chúng ta lấy lại? Đâu có đơn giản vậy. Đúng. Đâu có đơn giản vậy. Bởi vì á, chúng ta nói là khác, tất nhiên mình luôn luôn khẳng định như vậy, nhưng luật quốc tế nó nói thì lại làm chuyện khác. Ví dụ như cái cụ thể là cái tòa án vừa rồi nó xử đó, thì nó nói ra những cái điều như vậy. Còn thí dụ cái đảo nửa chìm nửa nổi đó các bạn, thì chúng ta chỉ được ra đó là có 500 thước thôi, 500 thước thôi. Đó, còn cái đảo nào đảo nổi á, nếu là đảo nổi thì chỉ được có 12 hải lý. Đó. Còn cái đảo nổi mà nếu có thể sinh sống ở trên đó tự tung tự cấp được thì mới được 200 hải lý. Mà trong tất cả các cái đảo ở Trường Sa này là tòa án nó tuyên bố là chỉ là đảo đá, không có cái nào được phép nữa là 200 hải lý cả. Thì nó trở thành rất là khó khăn cho chúng ta trong cái việc mà xác định giành giật cái chủ quyền biển đảo. Thành ra nhà nước mình nó không có ủng hộ mạnh, cái đó là anh tuyên bố thì anh tuyên bố đi, nhưng mà tôi chưa chịu đâu nha. Kiểu của mình là như vậy. Thành ra là nó không có đơn giản các bạn ơi. À, thành ra nhiều khi bây giờ mình đem sức lực ra, mà có nhiều bạn nói rằng có thể là khi không có Trung Quốc mình có thể mình đánh thế này thế khác, không có đơn giản gì đâu. À, thành ra phải biết luật để các bạn hẳn nói nha. Còn hồi nãy tôi đính chính với anh đó là cái đảo mà Thổ Chu với cái đảo Phú Quốc á, là ngay ngày giải phóng ngày 30 tháng 4 thì qua tới ngày 4 với ngày 5 là đã đánh Phú Quốc. Pol Pot ấy, nó đánh Phú Quốc xong mình mới đánh lại. Thì ngày 10 nó đánh chiếm đảo Thổ Chu, 10 tháng 5 thì 10 tháng 5 đó là mình cũng đánh chiếm lại. Nhưng mà tôi cũng cung cấp cho các bạn là giữa mình với Campuchia hiện nay chưa có đường biên giới biển. Lý do là cái này là hậu quả cho Pháp, nó để lại cho mình một cái hậu quả rất nặng nề, mà cái nguy cơ là về sau đó là có thể nó căn cứ vào đó để nó kiếm chuyện mình. Mà hiện giờ Trung Quốc á đã thuê cái cảng Sihanoukville 99 năm, cái này rất đáng ngại. Họ có thể biến cái cảng nó thành cái cảng quân sự. Rồi mới đây có một cái thông tin là họ thuê 44.000 hecta để họ làm cái khu du lịch. Trong cái khu du lịch đó họ có xây một cái đường băng, mà cái đường băng đó thì theo quốc tế nó nhận xét là
có thể đáp được cả máy bay, bất cứ loại máy bay quân sự nào của Trung Quốc hiện nay đều có thể đáp xuống cái đường băng lớn như thế. Thì nó xây quân sự ở đó để làm gì? Nếu như mà có tranh chấp đó, nó còn ác cái này nữa. Thí dụ nó bảo là nó đi dọa thám dùm cái dầu cho Campuchia, ở cái vùng biển Campuchia, và nó la lên là cái vùng biển này rất là nhiều dầu, rất là nhiều dầu, thì các bạn nghĩ coi cái đó có phải là một cái âm mưu để nó khiêu khích, kích thích cái lòng tham của cái thằng Campuchia đó, để nó có thể nó yêu sách nó đòi. Bởi vì cái vùng biển của mình với Campuchia hiện nay đó là chưa có biên giới biển. Cái lúc đó là cái lúc mà Pháp nó quản lý chung cái Đông Dương đó, thì là hai bên tranh chấp với nhau, thì là ông xử cái ông Brevier là cái ông quan toàn quyền Đông Dương lúc đó, ông mới ra một cái đường xác lệnh là tính từ cái bờ biển đâm thẳng ra gần đụng Phú Quốc thì quẹo qua phía bắc đó là 3 km, là để bên phía bên kia là Campuchia thu thuế, bên này là Việt Nam thu thuế, thì chỉ quy định là cái đường để thu thuế thôi, chứ chưa phải là cái đường đó là đường ranh giới giữa hai nước. Và tới giờ phút này thì ông Hun Sen với bên phía mình đó là cũng chỉ thỏa thuận với nhau, đây là gọi là dùng nước lịch sử, nghĩa là tạm thời hòa bình với nhau, là gọi nó là vùng nước lịch sử. Còn cái anh nói cho em một phút. Còn đó là phân chia như thế nào, còn phân chia như thế nào thì là nếu như hôm nay chúng ta không phân chia được thì để cho nghĩa là hậu sinh nó phân chia. Và trong cái quá trình đó là ông Hun Sen cũng đề nghị thôi thì các anh nói cái cách phân chia của các anh đi rồi chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng mà thật ra đó là cái cách của ông từ chối khéo. Từ chối khéo, Việt Nam có đưa ra một cái phương pháp đó, nhưng mà ông Hun Sen ông từ chối khéo bằng cách là ông bảo là thì các anh cứ việc nêu đi rồi chúng tôi sẽ xem xét, nhưng mà chừng nào xem xét thì còn là chuyện khác. Thành ra các bạn biết khi mà chưa có cái đường biên giới biển á, thì cái lúc nào đó bây giờ ông Hun Sen thì ông còn hòa bình với mình thì ông còn như vậy, nhưng mà giả sử như Sam Rainsy mà nó lên nó nắm quyền một cái thì lúc đó nó đặt ra cái yêu sách đó, nó kiếm chuyện mà có sự hỗ trợ của Trung Quốc thì rất là khó khăn trong cái việc mà mình với lại là Campuchia, cái bờ biển của mình với Campuchia. Thành ra đó là rất rất là nguy ở cái biên giới phía mình với Campuchia nha. Còn cái phía như trở lại Trường Sa đó, trở lại Trường Sa thì chỉ nói với các bạn là cái đảo Thị Tứ này là cái việc mà bạn nào nói anh Bằng nãy nói hay ai nói đó là rất là đúng. Bởi vì nếu như nó đem quân mà nó đánh cái đảo đó, nó chiếm cái đảo đó thì đồng nghĩa với cái việc là tất cả là của ảnh, thì ảnh đánh chiếm đảo này thì ngày mai nó chiếm tới đảo kia. Chuyện đó là bình thường trong cái tình thế hiện nay đó. Mình không có biết là cái mưu đồ của Trung Quốc về lâu về dài thì mình không dám nói, nhưng mà cái trước mắt thì không bao giờ Trung Quốc làm cái chuyện dại dột đó, không làm chuyện dại dột đó. Bởi vì cách đây là mấy ngày thì ông ngoại trưởng của Mỹ ông tuyên bố rằng là nếu như mà tàu của Philippines hay hoặc là thuyền tàu nhà thuyền chiến của Philippines mà bị nghĩa là nước ngoài đánh chìm hay cái gì đó thì họ sẽ dùng áp định cái hiệp định mà tương trợ về quân sự của Philippines, họ sẽ hỗ trợ. Thì người ta mới vừa tuyên bố mấy Trung Quốc này ông muối mặt thần nghĩ ông đâu có giải dột gì cái chuyện đó, mà trong tình hình đó là cái thương mại, chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ đã có một cái sự thỏa thuận về mặt cơ bản rồi, chỉ còn chờ ông Tập Cận Bình qua gặp để mà chốt lại thôi. Thì đó là họ sẽ không bao giờ mà họ nghĩa là gây chiến với nhau một cái cách mà ngu xuẩn như thế này. Mặc dù có thể là họ có tham vọng, nhưng mà là tham vọng của Trung Quốc á, là thưa cho các bạn, chúng ta cứ nhìn từ bấy lâu nay chúng ta hiểu là Trung Quốc cái sách lược của họ, họ là áp dụng theo cái phương pháp mà quốc tế họ gọi là phương pháp lá cải, bắp cải, tức là họ lột cái bắp cải đó, họ lột từng lá một để cho nó êm dịu và nó đi từ từ, chứ không khi nào mà họ ngu si mà họ làm. Mà Trung Quốc là họ có trí tuệ, họ mà có mưu đồ gì không biết, nhưng mà về mặt mà trí tuệ là người ta khôn ngoan. Chứ dễ gì mà họ làm những cái việc mà ngu si như mấy ông bao que này, tưởng tượng như thế này. Đúng rồi. Không có. Đó, chứ mình nhưng mà mình toán chiến lược, mình đi thuật chiến lược. Đúng rồi. Thì là mình chỉ nói là mưu đồ về lâu về dài thì chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, nhưng mà chưa chắc là ngay cái hiện tại này thì chắc chắn rằng họ không làm cái điều mà ngu ngốc này. Không có làm cái điều ngu ngốc này. Thành ra cái tin đó là mình biết là không đúng rồi. Bây giờ tôi nói là mình cái chiến thuật xin lỗi anh Bình Phương, em nói một câu. Tức là cái chiến thuật chiến lược của mình ấy, thì lúc nào phải có ví dụ nhá. Trung Quốc thuê cái cảng Siêu Đúc Vinh của Campuchia 100 năm và làm thuê một khu du lịch, làm một cái đường băng mà ở đó những cái máy bay chiến đấu có thể hạ cánh xuống được, vì nó tính cái chiều dài đường băng mà.
đúng không? Thì nói chung là những cái tin tức như thế thì Việt Nam cũng cần phải cảnh giác. Tức cảnh giác bằng cái nào? Đó do đảng mình, do quân đội mình, đúng không? Cái chuyện này tôi nói với các bạn là những cái chuyện là Việt Nam khôn lắm. Mua tàu ngầm làm gì? Mua súng, mua cái ấy súng hạm làm cái gì, đúng không? Đấy. Còn lại là cái quyền của bên Trung Quốc với Philippines, quyền của Trung Quốc và Campuchia, người ta ký thỏa thuận, người ta xây dựng cái gì lên, đó là cái quyền của hai nước, đúng không? Việt Nam đâu quyền, cái quyền của hai nước, đúng rồi, cái quyền đúng của rồi. Hai nước mình đâu có quyền can thiệp đó, nhưng mà mình chuẩn bị mà các bạn biết như thế này là chúng ta biết thì đương nhiên nhà nước biết, đương nhiên quân đội tổng cục hai họ cũng biết, và họ phải đối phó như thế nào thì người ta tính cao hơn mình bao nhiêu bước, cho nên về mặt mà đối phó đó, thì cái chuyện đó đây nó thật sự là chúng ta không có cần phải lo, mà chúng ta chỉ hỗ trợ đảng và nhà nước. Thứ hai nữa là mình phải nắm được những cái luật lệ và mình nắm được cái tình thiết thế như thế để mình sẵn sàng mình đập tan mấy cái chuyện mà tuyên truyền tầm bậy tầm bạ, hoặc là cần thiết thì chúng ta ủng hộ nhà nước như thế nào. Nhưng mà trong đó là tôi có nói rõ với các bạn nha, không phải là tôi nói rằng là Trung Quốc không có mưu đồ. À, mà tôi nói đúng rằng rồi. Nếu họ có mưu đồ gì thì cũng chỉ là cái chuyện gì lâu dài dài, và họ có những cái sách lược khôn ngoan hơn, chứ không phải là họ làm một cách thô thiển như là cái trường hợp mà tin đồn cái đảo Thị Tứ này đâu. Đó, thì tôi chỉ nói lên nói với các bạn vậy thôi. Với lại cái vấn đề biển đảo đó, thì các bạn khi mà nếu đã có yêu tổ quốc thì chịu khó đọc một chút, tức là tìm hiểu các cái luật lệ đúng để rồi. Chúng ta hiểu vì sao đảng chúng ta lại là im lặng lúc đó, hay là nhà nước chúng ta nghĩa là nhân nhượng cái việc đó. Bởi vì tôi nhắc lại một lần nữa, góc nhìn của chúng ta, đất nước chúng ta về quần chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nó phải khác với lại quốc tế nó đang nhìn. Thành ra cái ứng xử như thế nào đó là cái sự khôn ngoan của nhà nước. Chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới biết được cái sự mấy ông khôn ngoan như thế nào. Và tôi chỉ xin xuống đi anh Bằng để anh em khác. Vâng xin cảm ơn mình Phương. Rồi nó sư phạm đâu? Rồi, Na Sĩ Phạm, ok đi. À, Sơn Tùng muốn lên không? Ok đi. Hùng Diêu Linh. Này, nha, mời một lần nữa nha, tay nhá. Bấm lần nữa này. Trời ơi, mấy cái diễn đàn nó mời hết mà. Chưa ấy quy. Đấy, đang thêm Sơn Tùng. Đấy, khách mời đã từ chối lời mời tham gia video trực tiếp. Rồi, nói xin phạm đâu? Thôi mày hèn, mẹ già lão mà hèn, dũng cảm như chứ, đúng không? Mình là người Việt Nam, máu đảo, da vàng, vàng cả. Mình coi như là có khả năng cái tư tưởng khác nhau, lên tranh luận. Nói xin phạm đâu? Ok đi. Rồi, tao mời mày một lần nữa đi. Lần thứ bảy. Nên ông nhiều tuổi hơn tôi gọi ông anh. Đấy, khách mời từ chối tham gia video trực tiếp. Tôi nói với tất cả các bạn này. Cái Đảng Cộng sản Việt Nam mình, nói chung lãnh đạo nhân dân mình, nói chung là người ta có cái mà tính toán trước sau, đúng không? Những cái gì mà ví dụ những người dân thường như mình đã biết chẳng hạn, thì nói chung là Đảng mình, chính phủ mình biết từ lâu rồi, đúng không? Đấy. Thế bây giờ ví dụ là lịch sử đã qua rồi thì mình cứ ngẫm lại mà xem. Rồi anh sẽ mời Nasi. Ngay như đảng coi như mình thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, hay thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đúng không? Đó là cái chiến lược chiến thuật của đảng mình. Rồi xin mời chào La Sĩ. Em chào anh, chào mọi người nha. Cái thằng Sơn Tùng đó nó không có lên đâu anh. Hôm bữa chị Hà My đó, nó lên xong là nó để máy câm xong nó cười một tí, nó nhúc chứ một tí, tức là nó chỉ chọc thôi nha. Nó ở dưới nó là ở dưới nó làm con chó sủa càn thôi chứ nó không lên đâu, khỏi mất công. Nathan Lê ơi, mỗi đêm mẹ bạn đi làm đĩ về nuôi bạn hả? Thế bạn mới hận đúng không?
Thôi bả già rồi cho bả nghỉ ngơi một tí đi. Mẹ làm đó cũng hao sức lắm á. Mà mất công về bả đây sắp tới bả lại bệnh ra nữa. À, về biển đảo á anh, em chỉ nghe thôi chứ em không biết gì em nói hết nha. Dạ. Mấy bạn á, mọi người cùng báo cáo thằng Sơn Tùng đi nhá, ngôn ngữ của nó là mình báo cáo là nó bị mất nick á. Chúng mày tức tối lắm hả? Nhưng mà mỗi lần đã đạo cộng sản với lại tức như vậy mà nó không có giải thích được cái gì. Nó không có giải quyết được cái gì thì càng lúc chỉ càng ôm cái cục tức vô thôi. Các anh chị em lên cờ, các anh chị em ơi. Đúng Ha. rồi, lên cờ đi các bạn, lên cờ đi. Lên cờ, lên cờ mấy bạn. Nó không có cờ nó lên đâu. Lên cờ, lên tim nào. Đó, có anh bà Nguyễn là có sẵn cờ luôn. Đây, lên cờ đi, Không. lên cờ đấy. Thế là nó biết sợ phải không? À, hôm bữa đó em đã để cho mọi người coi nhưng mà trời ơi, thiếu gì người báo cáo mày yên tâm, loại như mày cái ngôn ngữ như mày mà không bị báo cáo mới lạ. Ủa khách mời nói sao nói bậy bạn bạn Quang Trương Ngô ha, bạn đừng tưởng mình không nhớ bạn là ai nhá. Đấy thấy không, cờ nhà tao đấy, Trời ơi, có lên không lên đi. cờ đi các kiếm bạn, kiếm 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 cờ vàng đi mấy bé, có không? cờ đi. Mày thấy đỏ rực chưa, mày đã đảo, mày đã đảo đi, tao chấp mày đã đảo luôn á. Hằng à, mặc dù hôm bữa em đã gọi cho coi cái video này em không muốn đưa lại nữa nhưng mà dạ Em đưa chào lại đi. chào cô Lãng Hiền, nhưng mà lúc nãy AQ và các bạn cứ nói là bán đảo bán biển, cộng sản bán đảo bán biển, mặc dù là anh giải thích rằng là bao nhiêu đảo và chúng ta đã giải phóng được các đảo của chúng ta, rồi còn có người còn tố cáo chúng là biếu cho Campuchia 5 đảo. Em nói càng nghe thì mình càng thấy bức xúc. Nhưng bây thì nó không có, mình thì nói xạo đúng chưa? Bởi vậy mình sẽ thì bây giờ mình để cho người của nó nói, em cũng chỉ để trong vòng 1-2 phút thôi nha, cho người của nó nói, không có thì lần sau á cho nó bịt miệng nó lại, biết rằng là cái lũ khốn này thì cũng khó lắm. Nhưng mà em sẽ xin đưa ra đây. Mà tại chỗ đó tàu không thể đáp sát vào bờ được, mà cầu tàu ngày xưa thời tổng thống Diệm chở Vân Chim thì đã hư, cho nên nói là thiết lập phi trường nhưng biết bao nhiêu điều hỗ trợ cần đến nó, cần đến gì, cần đến tiền, cho nên phải có một nhân viên nước Mỹ họ đi theo tôi để họ lượng giá, và kèm theo tôi thì có 2 sĩ quan công binh, một ở bên công binh chiến kiến tạo và một Nghe đi Sơn công Tùng, binh chiến đấu. mày điếc mày không nghĩ được nhưng mà mày cũng nghe được. Không phải như vậy. Đến nay sau 40 năm và sau những cái điều mà tôi biết được sau khi tôi bị công lọt vào tay Trung Cộng, tôi bị sa cơ, trở về tôi tìm hiểu mới vỡ lẽ ra là không phải. Quân đội chúng tôi đã bị vướng phải Rồi, cái Nguyễn điều Vân Anh mắc rồi. bệnh, tức là vướng phải cái đòn điệu hổ ly sơn. Trung Cộng họ đã sắp xếp sẵn ở ngoài đó rồi, họ có tàu nghi chiến sẵn ở đó rồi, họ chỉ mong làm sao chúng Đấy, tôi cướp có một đấy. chiến hạm Vô mà ra coi đó. cướp nhà mày. Họ sẽ khiêu khích, tôi phải dùng chữ đúng là khiêu khích, để cho chúng tôi nổi giận. Mà cái sự nổi giận của những người trong quân đội chỉ có một biện pháp để đáp ứng, đó là nổ súng. Mà nổ súng thì đúng là cái điều mà họ ước muốn. Thì vì mình nổ súng trên họ mới có cái cớ để mà họ đánh tàu chiến của mình. Thấy chưa, Đồng thời mấy với chó cái cớ đó họ hả? đánh, họ lấy luôn cái Chúng đảo mày Phú mà biết Quốc. chiến thuật là tao cùi Đó là lý do mà chúng tôi xuất hiện. Và hả? tôi là một sĩ quan bộ binh mà tôi có trên chiến hạm, chứ tôi không phải là sĩ quan hải quân. Trong cái câu cái lời giải thích của ông ban nãy làm cho chúng tôi tự hỏi rằng
Ông nói là điệu hổ Ly Sơn thì ông là hổ, còn ai là người điệu con hổ đó? Đây, một câu hỏi nữa lại cũng rất là lý thú. Chính là người Mỹ đã giàn cảnh ý cho chúng tôi và tỏ rằng sẽ giúp về phương diện nhân khoản. Chắc cô biết rằng thời đó năm 1974, ngân sách của Việt Nam rất là khó khăn. Từ giúp đỡ 1 tỷ mốt rút xuống còn 700 triệu và bây giờ còn có 300 triệu. Thì tiền đâu mà chúng tôi làm? Một điều rất khó khăn. Thế mà họ đã có nhãi, họ giúp đỡ. Mà về phương diện tài chính, còn về phương diện quân sự thì đây quả là một điểm chiến lược. Thì mình lấy ưu thế ở đó là hữu lý quá. Nghe một tí nữa thôi anh, một tí điểm nữa thôi. Đưa tổng chí để trả chúng tôi ra. Thì đấy, trả chúng tôi ra thì Trung Cộng họ đã trả sẵn. Họ chỉ trả chúng tôi ra, họ khiêu khích cho đến độ mà chúng tôi không thể nhịn nổi, bắt buộc phải nổ súng. Mà tôi bị đưa trên tàu chiến, đem chiến hạm ra, đó chính là chúng tôi bị điệu hổ Ly Sơn. Mà người điệu hổ chính là người đồng minh Hoa Kỳ. Tôi dùng chữ đồng minh rất là chua chát. Đấy, còn thì còn nhiều lắm mấy bé, cho chúng mày đả đạo. Tại vì cha ông chúng mày, cả họ chúng mày dốt như thế, làm gì có chiến thuật. Chiến thuật ở đâu ra? Tao chẳng cần phải nói nhiều. Nhìn những cái gì cha ông chúng tao làm được và những gì chúng mày làm mà tao biết chúng mày chiến thuật mà đi nghe chúng mày thì có 10 cái đất nước cũng mất. Một lũ chó. Đúng không anh ạ? À? Em không có dám hèn. Đúng rồi, thì Việt Nam Cộng Hòa thì nó hèn, đúng rồi. Cái gì cũng phải nhờ người Mỹ hết á, Nathan Lê, phải không? Bạn biết vậy được rồi đó. Em xin lỗi anh là em không dám bước lên chân của người khác, vì biển đảo em xin để mọi người nói, chứ em không dám nói. Mà em cũng chỉ muốn nói với anh là thằng Sơn Tùng thì nó không có khả năng, nó không có làm gì được đâu, nó chỉ phá thôi. Cả thằng Nathan Lê này, rồi anh có gì thì anh giải thích, hay là anh mời các bạn khác, những người mà họ biết về những cái vấn đề này ha anh ha. Rồi ok, dạ. Anh sẽ cảm ơn em. Em cảm ơn, chào anh, bye. Rồi mình có bạn bạn gì anh ấy nhỉ, vừa nãy xin lên ấy, bạn ok lại đấy. Mời mời anh cầm trước. Em đang thêm anh cầm ạ. Trời ơi. Hello. Rồi, nghe tốt rồi. Rồi, nghe tốt rồi. Rồi sao nghe thôi. Nghe được không? Nghe được không? Được, được. Được, được. Ờ, hôm nay nói chuyện gì vậy? Sao cái này không connect được, tao lấy kia chờ tao chút. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Alo. Alo. Giọng bị vang. Giọng bị vang. Ok. Ok. Nghe chưa? Rồi tốt rồi. Nguyễn Vân nghe Anh. Nghe chưa? Rồi nghe rồi. Tốt rồi. Rồi, Nguyễn Vân Anh chờ đây, sau anh okay. Cầm anh sẽ mời anh Nguyễn Vân Anh. À, cái chủ đề hôm nay có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Cho anh nghe thử coi. Dạ, chủ đề hôm nay tức là cái bọn ấy, bao que nó xuyên tạc rằng là coi như Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm đảo Thị Thứ thuộc quần đảo Trường Sa mà hiện nay Pin Pin đang quản lý anh ạ. Vâng, nhưng cái này là chuyện này không phải. Thì đúng rồi, tao cũng đọc báo rồi. Thì cái này nó chỉ thì nói chung một cách là tụi nó hay xuyên tạc thôi. Tụi nó cũng chẳng có biết gì đâu. Tao đọc nở thì tao đọc comment mấy cái thằng như là Sơn Tùng, tao đặt tên mày lại nha. Sơn Tùng thì bây giờ tao đặt lại về là Tiêu Tùng. Tiêu Tùng được không? Tiêu Tùng chắc ok đấy gì ha. Rồi còn thằng gì nữa? Cái gì thằng nãy gì ta kêu bằng thằng gì vậy?
Natalie. Không hiểu nó tên gì nhưng mà thôi kệ nó không hiểu. Không, Natalie thì không có, có cái thằng kia tiếng Việt. Hùng Diêu Linh. Muốn xin lên nhưng mà cuối cùng Hùng Diêu Linh nhưng mà cuối cùng đâu có đâu. Nó xạo nó không có lên đâu. Okay. Thôi giờ tao đặt tên lại luôn á, thôi để cho mày được Hùng Điêu Tàn đi. Để cho nó chắc ăn. Mày rồi thôi. Cái đám này là coi như nó chống phá bất kể mà, cho nên ra nhiều khi nó xuyên tạc. Thôi thôi mình cái chuyện là bà hầu như tất cả mọi người đều hiểu điều đó, nên là không ai cũng quan tâm cái chuyện chó điện thoại. Còn cái chuyện mà hồi nãy mà con tao lên nó nói về cái vụ mà Trường Sa thì mà có ông này là ông đã ở tù, đã bị bắt tại Trường Sa và ở tù bên Trung Quốc, rồi ông trở để về ông tố cáo. Tụi bay nghe hết rồi đó. Cái ông đó ông tên là cái gì ta, hồ cái gì tôi quên mẹ rồi. Có video clip này, cái đó là Hùng Lưu Linh. Hùng Lưu Linh hả? Tao tao kêu cho nó Hùng Điêu Tàn mẹ cho rồi. Thôi mệt quá, mấy thằng nói ra không có xứng đáng này nói. Còn cái vụ Trường Sa ơi Hoàng Sa đó thì đã Hoàng Duy Hùng đã nói hết rồi, và có bằng cớ, có chứng ông, và ông thách luôn tất cả mọi người mà trên thế giới luôn, chứ không phải riêng gì cái đám bên này, thách luôn nói chuyện với ông mà chẳng có thằng nào dám lên hết trơn rồi. Và người ta, và có ông hồi nãy ông đã nói là mình đã mắc bảy điệu hổ Ly Sơn, và sau lưng đó là thằng Mỹ. Thấy chuyện rõ ràng quá sức là bằng người này là người tù của Trung Quốc và người đó là lính của Việt Nam Cộng Hòa, thì còn nói gì nữa để nói. Mà tụi này nó vẫn cố chấp mà thôi, cả cha tụi nó đi mệt quá. Cái thì ta không nói cái chuyện đó nữa, mà mình chỉ nói một cái điều này, tụi nó không có lấy cái tâm mà nó yêu nước để là nó nói chuyện, thà nó nói chuyện hàm hồ quá ra mình cũng không có hứng thú gì, chuyện mệt quá. Nó không nghĩ tới cái chuyện cái hậu quả của chiến tranh là gì, cho nên vì đó ra mình nói cũng mệt lắm. Thì đâu có thằng nào nói gì nữa không? Natalie gì? Natalie gì? Thiếu tá Hảo, đúng rồi. Thì Hùng Điêu Tàn, đúng rồi. Ok, bây giờ tôi nói cho mày nghe, bây giờ mày kêu thằng nào Hùng Điêu Tàn cái gì thì cho mày tàn luôn. Chắc cái quả này chắc mày tàn quá mà tao trả lại cho mày luôn á. Dân tao không có nhận nữa. Nó 500 kg rồi, độ 500 cân anh lận, độ nặng quá cho nên ra khi không nổi. Giờ mày khiêng dùm về nhà mày gửi lại cho bố mày đi. Mày thấy không? Đó, nhiều quá, nặng quá, tụi tao khiêng không có đổ đổi. Nói vậy thì nói cho mày chơi vậy. Mày nghĩ đây vẫn còn sót lại trên mảnh đất của chúng ta. Mày biết hiểu quá đấy. Mong quá đấy. Những nhân dân Việt Nam vẫn còn khắc phục chiến tranh. Đó, nó không có cái tâm, nó không nghĩ tới cái chuyện đất nước mà nó nghĩ tới đó, vẫn còn đó đó. Mày đi, bây giờ yêu cầu mày khiêng về em tao đi. À, mày khiêng về mày trả lại cái chỗ mà nó sản xuất ra đi. Đó. Đừng có nói chi cho nó xa biển đảo đi cho nó vời quá, tại vì chúng mình không có biết. Giống như Bình Phương nói, nó rắc rối vô vàng, từ mét, từ bãi chìm, bãi nổi, rồi luật lệ quốc tế, đồ má, rồi cách mặt biển bao nhiêu, rồi ố xịt bệt quá, đồ mà mày có biết cái công cức gì, đồ mà nấu cơm ba bữa mà nấu cơm còn khác, đồ mà ở đâu mà lo mấy cái chuyện rùi bu. Cái này nói chuyện cái này, cái giống tao cũng nói chuyện như mà Khổng Minh mà Gia Cát Lượng mà nói chuyện với anh bán thịt, đồ má. Đâu anh đi chặt thịt, anh biết chặt thịt thôi, anh đâu có biết con mẹ gì vấn đề mà cai trị nước này kia đường hướng gì, bởi khổ quá. Nói chuyện với tụi này nói chuyện giống y chang như là Khổng Minh và Gia Cát Lượng mà nói chuyện với anh bán thịt vậy đó. Tào lao quá, hết sức mệt lắm, đâu có nghe chỉ mệt. Còn mày bây giờ mày nói ra mấy cái chuyện kia là mà trấn an người ta đừng có nghe lời xuyên tạc bậy bạ thì đúng là ok thiệt, nhưng mà hiếm người ta biết hết trơn rồi, người ta không có nghe đâu. Mà cái này có, cái này thuộc về cái dạng cũng như là mày bao bị mày nói trước mà cho cái cũng thừa chứ không phải là không. Thì nhưng mà có nói hơn không, nhưng mà thường thường mày mới nghe dân, người dân bây giờ mày phải hiểu là hết phần nửa số dân ở Việt Nam mà ai cũng có đi internet, ai cũng có phone thông minh và ai cũng có smartphone cả, ai cũng có truy cập tin tức cả, chứ không ai ngu giống như ngày xưa. Thành ra nhiều khi mày thấy rõ ràng không, đó là một cái bằng chứng là người ta đi cái đâu có đi biểu tình con mẹ gì đó đâu. Đâu có ai ngu vậy mà đi biểu tình. Trời ơi, thấy rõ ràng không? Đó là cái gì? Bây giờ cái dân số Việt Nam mình họ có smartphone, như là họ đọc tin tức hàng ngày ở trên cái báo đài hoặc là trên phone đó, trên smartphone đó. Đâu có cần gì là phải chuyện đó. Thành ra như bày nói ra thì cũng hơi thừa, nhưng mà thôi kệ, nói cũng còn tốt. Nhưng thực tế bây giờ dân Việt Nam mình khôn lắm. Không ai mà lừa gạt được họ đâu. Nếu mà lừa gạt họ đâu thì họ đã đi biểu tình bày gạo bể cũng không tụi rồi.
thì tao chỉ lên đây tao nói về những cái mà chướng tai gai mắt thôi, còn những chuyện mà nó sờ sờ trước mắt ở đây thôi, tụi bay lại không ấy nữa, mực bệnh quá, ê quên nữa. Hôm qua tao mới đọc về cái vụ là Việt Nam lọt vào top 11 nước khỏe bệnh vì sức khỏe đó, nhất thế giới luôn, hơn cả Mỹ, hơn cả Pháp luôn. Mày cái đọc có tin đấy chưa? Đúng rồi. Về sức khỏe của Mỹ đứng trong cái top là coi như đây 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 đó, việc nó có của cái báo sức khỏe của thế giới nó in nha luôn, cái này không phải tao nói nha, cái này tao đọc báo tao thấy rồi đây nè, thấy chưa? Nguyễn lọt vào top 11 quốc gia, Việt Nam là lọt vào top 11 quốc gia khỏe mạnh nhất, vượt xa Mỹ và Pháp. Anh không có camera. Thoát hết ra đi. Nó ăn đồ độc, Việt Nam nó ăn đồ độc sao mà nó đổi mà rượu nó ghê vậy ta, rượu vậy tao cũng kiếm tao ăn cho nó đã rồi. Nó ăn nó độc nó không chết mà nó sinh sôi nảy nở mới là thấy ghê chứ. Đây, còn cái này mới là vui nè. Mày thấy có cái nước nào mà đủ máu cơm phi, cơm từ thiện, cơm thịt cá gỏi, có rau xanh, có đồ xào, có tàu hũ chiên, có cái mà đủ mà không ăn. Rồi, tốt rồi. Có nghĩa là ta mới đặt ra một cái câu đây nè, tao cho mày coi nè. Cái quán cơm từ thiện mà người ghi một câu nè. Tao chưa thấy ai nhậu như Việt Nam đã miễn phí mà còn ế nữa chứ, rượu má. Mà ở Mỹ mà miễn phí đã ăn rượu má thì được uống ăn. Rượu má nó ăn mà đến nỗi mà thì uống má chạy làng luôn, gặp mấy người Mỹ đen nó ăn, mà biết nó ăn 3-4 khay ăn chưa trong hồi tôi xưa tôi đi làm ở trong hãng, mỗi lần mà nó bình thường ngày nào nó mới làm mà thì nó làm một miếng ba lát một thịt thịt nó kẹp vô miếng bánh mì rồi xong rồi một lần nó gọt là xong. Có rồi. Hôm nào mà có ba đĩa ở trong hãng hay là nó ăn 3-4 khay, nó ăn khoảng 5 kg một thằng có. Mà trong cái đó tiền nó bỏ ra thì nó ăn có chừng 50 sen. Ở đồ mới vậy đó. Mà ở Việt Nam á, quán cơm từ thiện thấy rõ ràng không? Ghi rõ ràng nè, quán cơm miễn phí cho người nghèo. Nhưng tại vì quán còn ế quá vì nhiều người chưa biết địa chỉ. Đó, ở đây rõ ràng ghi nè, đó. Chưa thấy một đất nước nào mà quán cơm từ thiện mà đủ mà bị ế làm sao đủ, mà chỉ có Việt Nam. Mày thấy như vậy mày biết là người Việt Nam đang sung túc lên, sung sướng hơn không? Bởi vì tao có tiền tao đâu có thèm ăn đủ má những cái đồ ăn từ thiện đó. Tao nói như vậy là cho mày hiểu là có đây là đó bán cơm miễn phí, nhưng mà tại vì nó ế là lý do tại vì nhiều người không biết địa chỉ và người ta vẫn ế thường. Mà nhưng thường thường tao hỏi mấy đứa kia thì mấy đứa kia nó nói là như vậy, có nghĩa là những người mà đủ ăn đủ mặc họ không bao giờ tao ăn từ thiện cả. Cái tôm từ thiện để dành cho những người mà lỡ bước xa cơ đi dọc đường, rồi ví dụ như mấy bà mấy ông đi bán vé số lỡ đường lỡ đó thì tới giờ tao ăn chứ không ai mà đi ăn đâu. Ở về Mỹ mà có cái quán cơm này đồ bảo đảm mày là mạc liền, 3 bữa là mạc liền, đủ cả 100.000 người nó chung vô sao mà chịu nổi, đủ nó làm rẹt là xong hết đồ ăn, làm rẹt chung đủ quá đủ. Mày nói vậy cho mày hiểu. Đó, đâu à, Hùng Điêu Tàng với lại cái gì Hùng Điêu Tàng ta mới đọc lên tôi quên mẹ rồi. Rồi nó với lại tôi Sơn Tiêu Tùng. Nó nhìn thấy anh chạy luôn. Nó nhìn thấy anh Sơn nó Tiêu chạy Tùng. Luôn. Đâu rồi. Sơn Tiêu Tùng với lại Sùng ở gì đó Hùng Điêu Tàng với lại Sơn Tiêu Tùng đó là đủ mà mày ra mày làm ơn mà mày ôm quá bơm mới về em tao coi đủ mà. Hả? Nói chuyện tào lao mệt quá đã cãi gì cái mấy thằng này. Tại vì ở đây là mình là người dân, mày cũng người dân, tao cũng người dân thì cái trình độ hiểu biết của mình nó cũng hạn chế. Những cái chuyện đó lớn lao mày cảm thấy chính trị thì mày để nhà mẹ do nhà nước lo đi, đủ má mình đâu có đỡ cửa nào, mày không có làm được cái gì trơn rồi. Tại chuyện tào lao tao phán toàn là có phán y như thánh sống vậy đó. Rượu mày còn ngày hôm qua rượu má cái thằng quỷ A Quy lên rượu, trời ơi rượu má nó phán cái rượu ngồi có Liên Hiệp Quốc cũng nữa ớn lạnh sống rượu má. Liên Quốc cái con mẹ gì đủ cái lá cờ nó còn ở đâu nữa, ai chấp nhận mà Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Quét đủ còn cất nhà cho mới là ghê, nộp đơn úi trời ơi ngay ớt lạnh sống. Đúng rồi, khổ đủ ta Mỹ là khổ như Nam là chắc rồi, bây giờ là chắc rồi mà thấy rõ ràng không được. Tổng thống Mỹ vừa qua phải ôm lá cờ Việt Nam mà bà bỏ trên tim rượu mà ngồi đứng nghiêm chỉnh, là đủ đứng không nghiêm chỉnh rồi mà tao chặt què giò luôn, thấy không rõ bức hình đâu, Mỹ có bức hình đó không, đứng nghiêm mặt là đủ thấy thấy thương các mày đủ, tự nhiên thấy tao cũng thấy thương lắm đủ, cái hình đủ tổng thống Trump ra đủ má cho mày coi rõ ràng đủ ra chưa, chứ không phải vì tụi bay chào cờ bên kia đâu, đây mày coi tao hình là đủ tổng thống Trump là đủ má thấy được thấy chào cờ Việt Nam không, tao thì tao cũng không ưa cái cờ này, tao cũng biết cái cờ này con mẹ gì đâu mà thấy không bươn mặt nghiêm chỉnh mà đồ đã vậy còn lấy cái tay đưa lên tim nữa chứ mày là ghê chứ đủ má. Tao tính chút xíu nữa tao lên trên nhà ông tao đã đảo ông tao đi biểu tình ông à đủ má, thấy không rượu má vậy còn gì nữa, là Mỹ khổ hơn Việt Nam là thấy gì nữa.
Trời ơi, đủ má tao thiệt, mày đủ mới không có tao thiệt, mày tao là ở trong nhà tao nếu có cái cờ gì chứ, chỉ có cờ con tao nó đi học treo treo tuần tay lại cờ Mỹ như xíu xíu thôi, có nghĩa là cái bàn làm việc của nó này thôi, chứ thực tế tao không có, tao nói mày rồi, thách cái con khỉ khô đồ điên đủ mày, mày ở Mỹ bao lâu rồi đủ má, đồ thứ khùng đủ má, bởi tao nói thiệt mày, thằng này Tiêu Tùng hả, tôi Tùng tí gì đó đủ mày. Nói vậy cái mạng này nó mệt lắm. Ê, tôi nói cho mày nghe, để nói những chuyện khác ha, xây dựng đất nước hay hơn. Bây giờ tao nói rồi, bây giờ mày cái gì cái mày ngon mày lên, mày đừng có lố bố láo, người ta mời mày lên mày không lên, mày nó không mời đủ má, bởi cái bản chất của tụi bay là vậy, toàn xảo trá. Tại sao nó mời tất cả mọi người lên được hết trơn trời, kể cả thằng nào lên chống bán, tao biết tánh của thằng bằng biển mà ai đâu mời trơn trời. Nhưng mà tại sao mày cứ từ chối, mày bộ mày nói không lại người ta, mày không có dẫn chứng, mày không có biện chứng, mày không có mẹ trên trời, mày lên mày sợ thua, mày không lên, mày ngồi dưới đó mày sủa. Trời, mệt quá. Tao cũng nói thiệt mày, kể cả Việt Nam tao cũng chửi. Tao chửi tất cả những cái thằng nào mày làm bậy bạ như tham nhũng có là cảnh sát giao thông ăn hối lộ gì tao cũng chửi lắm, mà hỏi bằng biển tao cũng nói Đúng tao không có, anh, có tao chửi luôn. đó. Có nghĩa là cái nào mà thiệt thì nói, không thiệt thì không nói. Đâu tính tao là vậy đó. Tào lao, mệt quá. Ôi được rồi, coi cho người khác lên đi, có thằng nào lên thì hồi tao lên nữa, tao chỉ tao mày nói tao mày mày phải hiểu tánh tao nha, tao là chống bán sự giả dối, cái nào thật Đúng rồi. thì tao ok, cái nào giả dối là tao không thích, thế Đúng thôi, rồi, cái mình tao chém sống lên lên ai lên lên đây đúng rồi, mình à, lên vậy nói sự thôi thật mà. là vậy Đúng rồi. thôi. Ừ, Dạ. người ta đưa ra sự thật, mày là đéo chịu, mày bẻ đi hướng khác, chọn tào lao không, Rồi, ok cho anh xuống đi. rồi cảm, vâng, cảm ơn anh Cầm. Rồi, xin mời Nguyễn Vân Anh đi. Nguyễn Vân Anh, ok đi. Rồi, mời Nguyễn Vân Anh. Rồi, đang thấy Nguyễn Vân Anh. Rồi, xin chào bạn. Rồi, xin chào bạn. Xin chào anh Bằng, chào tất cả mọi người. Thế thì hôm nay thì em cũng vừa vào thì cũng nghe thấy cái chương trình hôm nay thì có một chút về biển đảo phải không ạ? Ok, đúng rồi. Chủ Thế yếu thì là về cũng về biển đảo. về ở đây thì cho nên cũng theo dõi cái thằng Sơn Tùng ấy, nó nên nó sủa mà cũng báo cáo suốt đi, nhưng mà nó bị rụng chưa hay nó vẫn còn đây anh? Nó hiện nay chắc nó chuồn rồi, nó không thấy ở đây nữa. Ở đây thì nói với lại các anh ba que thế này này, các anh có dám nên tranh luận phản biện, các anh comment ngồi bên dưới, các anh sủa, các anh comment, các anh nói là hèn với giặc, ác với dân. Thì ở đây thì tôi nói với các anh là các anh có dám nên tranh luận phản biện thế nào là giặc, thế nào là hèn và thế nào là ác với dân, các anh có dám lên không, có dám lên không? Mà tôi chỉ nói với các anh này này, qua cái những cái tiếng sủa của các anh ấy, thì tôi chỉ nói với này này này, nói về giặc, nói về hèn, nếu nói về ác thì nó rất là dài. Thế nhưng ở đây tôi chỉ nói đến cái hèn này, cái hèn của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa các anh ấy nhá, À, là bị năm cáo một rồi. nghìn chín trăm năm năm 1950 nhá, bản thân anh Diệm anh ấy nhờ cái ông Hồng Y Xéo Mân ấy, đưa sang gặp các chính khách Hoa Kỳ đấy, và anh Diệm anh quỳ gối anh cúi gập người để nhờ Hoa Kỳ đưa về Việt Nam. Như thế là hèn, các anh gọi đấy là một 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 tổng thống mà như thế có phải là hèn không? Đấy mới là hèn. Thế còn tôi nói với anh là còn nói đến ác thì tôi đã nói là rất là dài, rất là nhiều, nhưng mà tôi chỉ nói sơ qua một vài cái, sau đó là tôi sẽ nói đến biển đảo để cho các anh hiểu nhé. Thế còn nói đến ác thì các anh phải biết rằng là bản thân gia đình nhà ông Diệm thế nào. Ba được lịch sử ghi vào là thuộc thành phần ba đời là tam đại Việt gian nhé. Bản thân ông Ngô Đình Khả và ông Nguyễn Thân ấy đã dẫn cái giáo dân ấy là đi tiêu diệt cái nghĩa quân yêu nước của cụ Phan Đình Phùng, mà trong khi đó
là khi cái bọn này nó đến cái chỗ cụ Phan Đình Phùng sống ấy, và khi đến nơi thì cụ Phan Đình Phùng đã chết rồi. Thế mà bản thân ông Ngô Đình Khả là bố ông Ngô Đình Diệm còn khai quật xác của cụ Phan Đình Phùng nên đốt lấy tro hòa vào thuốc súng và bắn bắn xuống sông. Đấy là ác với dân đấy. Đấy có phải là ác với dân không? Thế còn đến thời ông Ngô Đình Diệm, tôi nói với các anh biết rằng ngày 19 tháng 6 năm 1954, bản thân người Pháp ép vua Bảo Đại ký bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng. Và dưới thời làm và bản thân ông Ngô Đình Diệm đã bắt các nhà ái quốc chống Pháp nhá, trói vào một cái ghế khoét một cái lỗ và lấy đèn cờ cày hơ lóng hậu môn để ép cung. Tôi hỏi như vậy có phải là ác với dân không? Bản thân anh Diệm là thế nào? Tôi hỏi như thế có như thế là ác với dân hay là gì? Các anh có dám lên phản biện với tôi là thế nào là giặc, thế nào là hèn, thế nào là ác với dân không? Các anh có dám không? Đấy, nói đến 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 như vậy. Thế và cũng dưới thời ông anh Ngô Đình Diệm, bản thân anh ấy ra cái luật 1059, tức là trong vòng 10 năm phải cưỡng bách người dân miền Nam, toàn bộ người dân miền Nam Việt Nam phải theo đạo Công giáo hết. Và ra cái đạo ra cái luật 1059, lê máy chém đi khắp miền Nam giết chết hơn 300.000 người dân. Đấy. Như vậy là gì? Như vậy là có phải là ác với dân hay không? Hàng ngày các hàng giờ các anh không biết được thế nào là hèn, không biết được thế nào là ác. Nhưng hàng ngày hàng giờ các anh nên các anh sủa là hèn với giặc, ác với dân. Đấy. Thế còn đấy là tôi chỉ nói qua, bởi vì các anh comment những cái sủa những cái câu như vậy, cho nên là tôi chỉ nói qua một chút thôi. Thế còn nói thì nó dài lắm, tôi sẽ đưa ra rất nhiều những cái hèn Bây và cái giờ ác của các anh Việt Nam Cộng à, xin lỗi cho mình nói một câu này, nói với Zondam là như thế này: nếu cộng sản mà ác thì không có Zondam đang ngồi đây và hiện nay không còn Ba Que nữa. Đấy, tôi chỉ Về. nói vậy thôi. Anh ơi, anh nói với cái thằng Ba Que rôn dâm này này, tôi nói cho anh biết rằng là các anh nói rằng là chúng tôi nói theo báo đảng đúng không, nghe theo báo đảng đúng không, vậy thì nhá, tôi đưa luôn ra một cái bằng chứng là các anh hãy vào trang lịch sử thế giới, trang chính thống lịch sử thế giới, tại sao người ta lại ghi là Diệm là một trong 100 tên bạo chúa độc tài khát máu và ác độc nhất nhân loại. Đấy, cái Việt Nam Cộng Hòa của các anh đấy. Đây không phải là báo đảng chúng tôi nói nhé, mà đây là lịch sử thế giới ghi lại. Các anh Ba Que hiểu chưa? Các anh, chúng tôi không cần các anh tin chúng tôi, các không cần các anh nghe chúng tôi, mà tôi chỉ cần yêu cầu các anh vào trang lịch sử thế giới đánh 100 tên bạo chúa thì nó sẽ hiện ngay ra là một Diệm là một trong 100 tên bạo chúa độc tài khát máu và ác độc nhất nhân loại. Đấy là trang lịch sử thế giới, chứ không phải là chúng tôi. Chứ không phải là chúng tôi nói. Không phải Các đảng anh nó. Ba Que hiểu chưa? Vâng. Đấy là cái chứng minh đấy. Đấy là cái chứng minh đấy. Chứ còn chúng tôi nói ra thì các anh lại đổ cho rằng là à, báo đài, báo à, báo Cộng sản, rồi báo nọ, báo kia của Cộng sản nói. Đây không phải là Cộng sản nói, mà đây là lịch sử thế giới. Nói thằng rôn dâm này nói từ dãy là giờ mày không nghe à? Ta đã nói rồi, đây không phải là chúng ta nói, mà mày hãy vào trang chính thống lịch sử thế giới. Mày đánh 100 tên bạo chúa thì nó sẽ xuất hiện ra là Diệm là một trong 100 tên bạo chúa độc tài khát máu và ác độc nhất nhân loại. Đấy là lịch sử thế giới ghi, chứ không phải là Cộng sản chúng tao ghi nhé. Hiểu chưa? Nghe rõ chưa? Đây là cái câu trả lời đích thực nhất để cho chúng mày xem. Chứ không chúng mày đừng có đổ là Cộng sản nói nhé. Thế còn đấy là tao chỉ nói qua cho chúng mày, bởi vì chúng mày nói là hèn mới ác, thì để hôm nay tao chỉ nói qua một chút thôi để cho chúng mày biết là hèn thế nào, ác thế nào và những cái gì để chứng minh để cho chúng mày thấy. Thế còn cái tiếp theo nữa là hôm nay là anh Bằng có đưa ra một cái việc là về nó biển về đảo cái của biển Trung Quốc. đảo, đúng rồi. Vâng, ở đây thì nói như thế này, em xin nói sơ qua một chút. Bản thân các anh Ba Que nhá,
vẫn thường rêu rao rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, các anh gọi là Việt Nam Cộng Hòa, nhưng tôi thì tôi gọi là Việt Ngan Cộng Hành nhá. Các anh thường rêu rao rằng Việt Nam Cộng Hòa quân đội đứng thứ tư thế giới, hải quân đứng thứ chín thế giới. Nếu như các anh thích, tôi sẽ nói cho các anh biết là các anh có bao nhiêu quân, bao nhiêu loại vũ khí, những loại vũ khí gì, trang bị như thế nào, bao nhiêu cái, tôi đều có thể nói được cho các anh rằng cái thời Việt Nam của các anh Cộng Hòa như thế nào nhá. Tôi nói cho các anh biết như vậy. Thế còn tôi nói là nói đến cái một cái việc cái biển đảo, cái việc tranh chấp, thì đấy là việc chung của cả tất cả các nước trên thế giới. Những nước nào có biển, có đảo đều có sự tranh chấp hết, chứ không căn cứ gì Việt Nam. Việt Nam chúng ta cũng không là ngoại lệ nhá. Đấy là cái việc tranh chấp, cũng như nhà, ví dụ nhà tôi với nhà các anh ấy, ở cạnh nhau tranh giành nhau một chút đất, đấy là việc bình thường. Còn tôi nói với anh biết như này này, tại vì sao hôm nay nói đến cái việc cái đảo Thị Tứ thì em cũng nên nói lên một chút như này này. Nói để cho hôm nay phải nói luôn để cho các anh ba que các anh hiểu rõ. Vừa nãy có cái anh nói là nhường cho Campuchia 5 đảo đúng không? Đúng rồi. Thế thì em nói như thế này này. Năm 1956, Đài Loan điều tàu chiến ra đảo Ba Bình là một trong cái hòn đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa. Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1956, Ngô Đình Diệm ra lệnh cho quân lính rút sạch quân khỏi đảo Ba Bình. Và nghiễm nhiên Đài Loan giành quyền kiểm soát, không mất một viên đạn nào. Đấy, có phải là các anh bán không? Các anh hay là các anh nghe bố Mỹ? Tại sao các anh bán đảo cho Đài Loan? À, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là từ năm, nói đến cái chỗ mà năm đảo của Campuchia, nói với các anh ba que này này. Từ năm 1955 đến năm 1966, các anh Việt Ngan Cộng Hành, tức là Việt Nam Cộng Hòa đấy, đã để mất 6 hòn đảo giữa Phú Quốc và đất liền. Đấy, rơi vào tay quân đội Campuchia. Nhưng ngày hôm nay các anh đổ cho Cộng sản là nhường cho Campuchia. Gồm có này, một là đảo Hòn Trong và đảo Hòn Ngoài này. Hai là đảo Phú Dự là mất năm 1956. Đảo Hòn Tai mất năm 1958. Và đảo Kiến Vàng, đảo Keo Ngựa là mất năm 1960. Đảo Hoàn Trục là mất năm 1966. Nhá. Cái việc này còn nhiều người biết đã... cũng chẳng phải tài liệu gì cả. Còn nhiều người biết. Hiện nay những cái thời gian đó còn nhiều người còn sống. Đúng không? Đấy. Đấy, các anh, bản thân các anh Việt Nam Cộng Hòa, các anh rêu rao rằng là hải quân đứng thứ 9 thế giới. Vậy mà để cho Đài Loan chiếm đảo, Campuchia phía chiếm đảo. Nhá. Đến năm 1970, Philippines nhá, đến năm 1970, Philippines đã chiếm đóng đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo khác, tức là để cho Philippines chiếm 7 đảo. Trong đó có cái đảo 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 Thị Tứ mà hôm mà các anh rêu rao đây. Là Philippines đã giành quyền kiểm soát từ năm 1970. Nhưng ngày hôm nay các anh lên các anh sủa nhá. Cái sủa rằng là Trung Quốc lổ súng chiếm đảo, chiếm đồng các thứ, cái việc này. Hiện tại bây giờ trong cái vùng biển Đông Đông gồm có 6 nước là tranh chấp về cái biển đảo. Là tranh chấp về biển đảo. Vậy ta phải nói rằng là đang ở trong cái giai đoạn tranh chấp, mà chính bản thân các anh Việt Nam Cộng Hành các anh đã để mất từ năm 1970. Nhưng các anh lại nói rằng là Việt Nam để cho Trung Quốc lổ súng chiếm đảo cái đảo Thị Tứ đây. Đấy, cái óc các anh để đâu? Các anh lừa. Tôi đã từng nói với các anh rồi. Thời đại 4.0 rồi. Các anh không lừa được người dân nữa đâu. Nhá. Còn nói như này, đến năm 1974, không? Việt Nam Cộng Hòa đã để cho Trung Quốc chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Đấy, các anh tự bắn giết lẫn nhau ở quần đảo Hoàng Sa, và sau đó là dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc. Tư liệu
cái người trực tiếp ở bên đấy, ví dụ như vừa đấy một số các anh đã nói là ví dụ như ông Hoàng Duy Hùng, ông nói ông thách thức tất cả những ai trên thế giới dám đối chất với ông ấy. Thế và cái tư liệu, nếu như các anh không tin thì vào trang cá nhân của tôi cũng đã có ảnh tôi đưa lên trang cá nhân của tôi là các anh tụt quần áo, các anh đầu hàng giặc, đầu hàng tàu ở Hoàng Sa đấy. Tôi hỏi rằng là trong vòng 20-21 năm tồn tại, các anh Việt Nam Cộng Hòa đã làm được cái gì? Ngoài việc bán biển, bán đảo, nhá, ngoài việc giết dân ra, các anh có làm được cái gì không? Ngoài cái việc làm tay sai ra, các anh có làm được cái gì không? Đấy. Tôi nói cho các anh biết là như vậy. Và ở đây tôi lại xin nói với lại các anh biết rằng là đối với lại các từ tổng thống đến phó tổng thống đến tướng tá của các anh, những người này người ta đã nói gì mà các anh ngày hôm nay các anh vẫn giao cái miếng, tôi gọi là cái miếng rẻ rách màu vàng ba sọc đỏ, các anh vẫn rêu giao ra. Tôi nói cho các anh biết rằng là đối với lại mình cách trong độc quyền một cái số đối với lại ông Thiệu nhá, bản thân ông Diệm ông chết như nào các anh biết rồi gì, tại sao chết các anh biết rồi, thì có cần tôi phải nói cho các anh biết rằng là tại sao ông Diệm chết không? Thế còn đối với lại ông Thiệu ông nói như thế nào các anh có biết không? Ông Thiệu ông nói rằng là Mỹ còn viện trợ thì chúng ta còn chống cộng, tức là nói tháng 4 năm 1975. Nếu Mỹ cắt viện trợ không phải là 3 tháng mà chỉ trong 3 ngày Việt Nam Cộng Hòa tan rã. Đấy. Thế còn ông Thiệu phó tổng thống của các anh nói gì các anh có biết không? Ông Kỳ. Ông Kỳ. Ông nói gì các anh biết không? Ông Kỳ ông nói rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ. Chúng ta là những kẻ đánh thuê. Đấy, đến tổng thống và phó tổng thống các anh nói như vậy đấy. Thế rồi còn đến cái ông tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên của các ông nói, các anh nói gì các anh có biết không? Ông tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên của các anh nói rằng là chúng ta không có trách nhiệm chiến tranh nha, mà trách nhiệm chiến tranh là của người Mỹ, là chính sách của người Mỹ, chúng ta chỉ là những người theo họ mà thôi. Đấy, từ tổng thống đến phó tổng thống đến tướng lĩnh của các anh. Thế rồi đến thời ông, cuối cùng là thời ông Dương Văn Minh. Ông Dương Văn Minh ông nói rằng là ông Dương Minh là tổng thống gọi là cuối cùng của các anh, là tướng tá trong cái quân đội gọi là Việt Nam Cộng Hòa đấy. Ông Dương Văn Minh ông nói rằng là tôi đã từng làm tay sai cho Pháp. Tay sai cho Mỹ. Tôi đã từng làm tay sai cho Mỹ. Và bây giờ tôi không làm tay sai cho Trung Quốc. Còn tại sao tay sai cho Trung Quốc thì nó lại là một vấn đề khác, nó là rất là dài. Đúng rồi, chính xác. Các anh có ba que có hiểu không? Và bây giờ hiểu. Xin lỗi, mình nói một câu nữa. Và bây giờ còn một ông tướng lớn, hiện nay ông tám mấy tuổi vẫn còn sống bên Mỹ, đó là tướng Ngô Quang Trường. Đấy, tất cả các tổ chức chống cộng đã còn muốn kèo lái ông ấy vào để mà vào cái những tổ chức đó. Nhưng thực tế là ông đâu có tham gia. Đấy, các bạn hiện nay các bạn hãy đi hỏi ông Trung tướng Ngô Quang Trưởng của các bạn đi. Mời, xin mời. Thế còn nói đến mà các anh vẫn thường gọi là bố Mỹ thì năm 1963 nhá, ông Kennedy Lê ông ấy nói rằng là Diệm đã lê gót cầu xin chúng ta nhá, lê gót cầu xin chúng ta. Và đến gì nhỉ? Diệm đã lê gót cầu xin chúng ta. Thế và hiện nay á là Diệm không còn tác dụng, tức là không còn giá trị lợi dụng. Và đến giờ phút này là Diệm phải ra đi. Tôi nói cho anh các anh biết là ông Diệm cũng chết như thế đấy. Còn các anh thích là tại sao ông Diệm sau đó là Mỹ nó ra lệnh cho CIA và tướng tá của viện các anh ngụy giết ông Diệm như thế nào, các anh có cần thích ông để tôi nói cho nhé. Thế còn nói đến là ngày 12 tháng 11 năm 1968 nhé,
ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông gì nhé? Tên cũng khó nhớ. Ông ấy đưa thư của Tổng thống Mỹ cho Nguyễn Văn Thiệu. Ông ấy nói thẳng với này anh Thiệu là chúng tôi đã cho mọi thứ các anh cần trừ sự dũng cảm, chỉ tại các anh không có thứ ấy nhé. Nếu các anh Việt Nam Cộng Hòa có được một lửa gã lá gan của người Cộng sản thì ngày hôm nay người Mỹ đã và sẽ duyệt binh ở giữa Hà Nội. Tôi nói với anh biết đấy. Thế và ông ấy nói rằng là quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ biết bắn giết dân thường, bám theo sau và chạy trước. Tướng lĩnh thì tham nhũng, hiếp dâm và chỉ giỏi chỉ giỏi nhảy đâm và chỉ là kẻ ăn hại. Đấy là bản thân từ tổng thống đến phó tổng thống đến tướng tá các anh nói như vậy, đến bố Mỹ của các anh nói như vậy. Nói cho các anh biết thế. Thế còn đối với lại các anh lính thì sao? Các anh có biết không? Các anh lính Việt Nam Cộng Hòa thì các anh có một câu là rớt tú tài anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ sinh con, khi nào yên chuyện nước non, anh về anh có Mỹ con anh bồng. Thế vậy thì các anh chiến đấu cho ai? Các anh chiến đấu cho thằng Mỹ chứ đâu có phải chiến đấu cho dân tộc Việt Nam. Đấy, nói với các anh ba que là nói thật, nói thì nó rất dài, rất là nhiều. Thế nhưng mà hôm nay thì nói với lại tất cả mọi người là anh Bằng thì anh có cái một chút về cái vấn đề cái chỗ biển đảo đấy. Thế em cũng nên nói thêm một chút và một chút về cái biển đảo mà thực tế là cái đảo Thị Tứ là năm 1970 là bản thân các anh Việt Nam Cộng Hòa đã để cho Philippines là chiếm mất rồi. Nhưng ngày hôm nay nói đấy, là trong vùng biển vùng đảo là đang có sự tranh chấp, nhưng bản thân các anh nên các anh nói rằng là Trung Quốc đánh chiếm, đã lổ súng đánh chiếm đảo. Cái việc này là đang tranh chấp nhá. Và hiện tại bây giờ là cái đảo Thị Tứ là do Philippines kiểm soát. Các anh ba que hiểu chưa? Đấy. Cho nên là thật sự là tôi đã từng nói với lại trên diễn đàn của tất cả các anh chị là người ta chỉ có 12 con giáp thôi. Nhưng tôi không liệt kê và tôi không liệt kê các anh thuộc con giáp nào cả. Mà tôi phong cho các anh thêm một con giáp nữa là con giáp thứ 13 là con giáp bọ hung. Nó đang ăn cái gì? Nó đang ở đâu thì y như các anh ba que đấy. Tôi nói cho các anh biết thế. Thế thì xin em cũng có nên vì mà có một cái chút về vấn đề biển đảo thì em cũng nên nói rõ thêm xin nói rõ thêm một chút về cái vấn đề biển đảo là Việt Nam Cộng Hòa đã hèn như thế nào, hèn với giặc ác với dân như thế nào, đã bán biển bán đảo như thế nào. Nhưng ngày hôm nay những cái gì mà tội lỗi thì các anh ba que các anh lại đổ cho Cộng sản và các anh lấp liếm đi những cái tội lỗi của cha ông các anh ấy. Thế cho nên là em cũng lên nói xuống rồi bạn nói cho tôi khoảng 2 phút thôi, tôi mở cửa cho thằng nhóc của tôi. Vâng, vậy thì các anh ba que có vấn đề gì nữa không, có vấn đề gì nữa không để tôi nói cho, comment đi xem nào. Các anh ba que thì đặt câu hỏi đi xem nào, tôi sẽ trả lời các anh. Các anh ba que có vấn đề gì nữa không? Anh dâm này anh lấy bằng chứng nào? Anh lấy bằng chứng nào anh nói đến cái việc đấy? Anh có biết bác Lê Duẩn của chúng tôi như thế nào không? Anh tức có biết là... bác Lê Duẩn của chúng tôi như thế nào không? Xin lỗi, mình trả lời được câu này. Tôi nói cho bạn nhé. Tổng Bí thư Duẩn, Lê Duẩn nói chúng ta đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Vậy tôi nói với các bạn là cái tiếng Việt Nam này, Tổng Bí thư nói như Duẩn, chúng ta đánh là đánh cho cả Liên Xô và Trung Quốc, bạn phải thêm chữ cả vào nữa. Cho nên mấy cái bạn ba que các bạn đừng đừng có lấp liếm,
tiếng Việt chỉ thêm một chữ, bớt một chữ thôi, đúng không? Đấy, ví dụ như cái trận, nhân đây tôi cũng nói cho tất cả các bạn, cái trận gọi là thảm sát Thạc Ma, thấy chưa? Chỉ thị ở trên xuống là coi như là chúng ta không được nổ súng trước. Nó khác hoàn toàn với chữ là chúng ta không được nổ súng. Đấy. Cho nên là các bạn đừng có mà do những cái lấp liếm những cái chuyện như thế. Em xin có thêm nói thêm một chút như thế này này. Chúng ta phải hiểu rằng tại sao mà các anh ba que F2, F3 có thể là F4 nữa. Nhưng mà thực ra cái lượng chống đối lại thì nó rất là ít. Đại đa số các bác, các chú, các anh, các chị hiện tại bây giờ sống ở nước ngoài thì các bác, các chú, các anh, các đại đa số là cũng đã hiểu rất nhiều và hiểu rất nhiều về Việt Nam. Và người ta cũng không có một cái vấn đề gì là chống đối. Nhưng các trường hợp chống đối này chỉ còn rất ít là chống đối. Ở đây theo như em ấy thì em nghĩ là nó có mấy cái vấn đề như này này. Một cái vấn đề thứ nhất là bản thân các anh hiện tại đang chống đối rằng các anh vẫn đang hận thù cho cha ông các anh, cho nên các anh nên chống đối. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là bản thân các anh vẫn ra giả hàng ngày, các anh nên các anh sủa là để làm gì? Là để các anh lấp liếm đi tội ác của cha ông các anh. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là bản thân các anh hiện tại so sánh với cuộc sống giữa các anh với người dân Việt Nam, xin lỗi các anh không thể bằng người dân Việt Nam được. Nha. Mặc dù tôi đã từng nói với các anh rồi, có thể các anh làm 1.500-2.000 đô, nhưng bản thân các anh không đủ sống ở bên đất Mỹ. Các anh nghèo khổ hơn người dân Việt Nam, mặc dù người ta chỉ có làm có 8 triệu thôi. Nhưng cuộc sống, tôi nói cuộc sống của người ta rất đàng hoàng. Người ta nghèo, người ta cũng có nhà, người ta ở. Người ta nghèo, người ta vẫn có cơm, người ta ăn. Nhưng đây các anh không có. Các anh phải đi sống homeless. Có những lúc, có những đêm, có những ngày, các anh nằm, các anh tự ti. Các anh vừa là tự ti, vừa là xấu hổ, vừa là mặc cảm. Vì các anh không được như người dân Việt Nam, cho nên các anh bực, các anh tức. Bắt đầu là các anh nên các anh sủa. Đấy, các anh nên các anh sủa. Nói như vậy, còn một việc nữa là bản thân các anh hàng ngày, hàng giờ các anh nên các anh sủa. Là vì cái gì? Là vì các anh kiếm cơm. Nhá. Các anh lừa bà con ở hải ngoại để các anh làm gì? Quyên góp. Để các anh làm gì? Để các anh lấy cái số tiền đấy các anh ăn. Còn nếu không có, nhá. Còn nếu không có thì các anh đói. Cho nên vì miếng cơm manh áo cho nên các anh tự nói dối lòng mình. Các anh hàng ngày các anh nên các anh sủa. Để các anh làm gì? Các anh quyên góp những cái số tiền đấy để các anh ăn. Đây em nói với anh Bằng này, tại sao các anh lại chống như vậy? Là vì 4-5 cái lý do đấy. Đấy. Nói với các anh, nói thật với các anh là không còn một lời nào nói với các anh. Tôi đã toàn nói rồi. Tất cả các anh nói ra bao nhiêu, các anh sủa ra như thế nào thì tự những cái sự thật của lịch sử nó sẽ đập vào mặt các anh. Vào miệng các anh thôi. Nó sẽ đập lại các anh. Tôi nói cho các anh biết thế. Các anh không thể nào bao che, các anh không có thể nào lấp liếm đi được sự thật và không thể nào chối được lịch sử. Thủy Nguyễn chờ chứ. Vâng. Thôi thì cũng rồi. Còn nhiều anh em muốn nên chia sẻ thì thôi em cũng xin rồi rất dừng ở đây. Rất cảm ơn. Chào. Rồi, rất cảm ơn Nguyễn Văn Anh, thì mình cũng rất là mong ở những diễn đàn của mình thì Nguyễn Văn Anh lên chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Rồi, rất cảm ơn bạn. Bạn có một cái kiến thức lịch sử và có giọng nói rất truyền cảm và rất là hay. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em chào anh. Xin chào tất cả mọi người. Rồi, mình sẽ mời bạn Thủy Nguyễn.
không thể đưa lên Thủy Nguyễn lên máy ảnh được. Mời lại nhé. Không thể đưa Thủy Nguyễn lên máy ảnh được. Rồi bạn Thủy Nguyễn đi. Bạn ok lại đi. Mình sẽ mời bạn lên. Thực tế là tôi nói với tất cả các bạn và nhất là mấy anh ba que là như thế này. Tức là cái cuộc chiến nó xảy ra gần 44 năm nay rồi. Cái bản thân những người dân chúng tôi hiện nay chúng tôi lo làm ăn, lo xây dựng phát triển kinh tế gia đình và cùng với xây dựng đất nước Việt Nam càng ngày càng giàu mạnh lên. Chúng tôi cũng quên cái cuộc chiến ấy đi rồi, đúng không? Cho nó vào lịch sử để những nhà viết sử viết lại những cái cuộc chiến đó, đúng không? Anh Nghĩa Trung Phạm, bạn nào ấy ok, bạn không gửi yêu cầu hiện nay không mời được. Nhưng mà các bạn cũng suốt ngày ra giả. Coi như các bạn chống lại cái chế độ này hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Các bạn chống lại cái cuộc sống yên bình của chúng tôi hiện nay đang được hưởng. Thì nói chung là chúng tôi phải lên, chúng tôi phản biện lại các bạn. Các bạn xuyên tạc quá. Chúng tôi phản biện lại các bạn để cho những người dân người ta Việt Nam người ta chưa hiểu biết lắm. Và những cái người Việt Kiều ở bên kia người ta không có thời gian. Người ta tìm hiểu nhiều về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Người ta hiểu biết một tí xíu. Chứ thực tế là tôi cũng chẳng muốn lên đây chúng tôi nói làm cái gì. Đúng không? Thực tế những người dân như tôi và tất cả các bạn đây đều là những người dân bình thường. Rất bình thường. Không phải dư luận viên. Không phải đảng viên Đảng Cộng sản. Bạn nào xin gửi lời mời thì... Rồi chỉ ở đây có mỗi... Rồi em mời anh Trần Siêu. À chào Nguyễn, chỉ lên phút rồi, tôi lên phút tôi nói lại cho này. À cái gì nhỉ, click nha, đây lên này hỏi này. Nói cái câu của bác Lê Duẩn phải nói hết câu. Trong cái hoàn cảnh là nước Việt Nam thống nhất đất nước mà Trung Quốc không muốn cho Việt Nam thống nhất. Vì vậy bác Lê Duẩn có nói một câu rõ ràng. Nói cho hết câu của bác Lê Duẩn đi, còn bọn nó cứ cắt xén này để nói cho. Nếu như bạn này chưa nghe hết thì tôi nói cho bạn nghe. Chứ bây bạn giờ buổi trưa còn bác que nó cắt xén đi. Đây, bác Lê Duẩn nói nguyên văn như thế này. Ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô và Trung Quốc. Đánh cho cả phe xã hội chủ nghĩa. Và đánh cho tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đấy là câu nói nguyên văn của bác Lê Duẩn. Thấy chưa? Đấy. Các bạn coi như là cắt, đừng có cắt đi như thế để mà xuyên tạc đúng. Hãy nhớ là xuyên tạc. Hãy nghe kỹ cái câu nói đó. Cái thời bấy giờ là ở sống ở cái bối cảnh là giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và phe đế quốc, mà hai phe là coi nhau là kẻ thù, mà bản thân Trung Quốc đã bắt tay với Mỹ không muốn cho Việt Nam giải phóng đất nước, thống nhất đất nước. Vì vậy cho nên là câu nói của bác Lê Duẩn nói lên như thế để nói cho rằng là Việt Nam là một nước độc lập chủ quyền, không nghe một ai cả, kể cả Trung Quốc cũng bây giờ là Việt Nam cũng không thèm nghe. Mà đánh đây là đánh cho tất cả các nước xã phe xã hội chủ nghĩa, trong đó có Liên Xô và Trung Quốc, đánh cho tất cả những dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đấy, đấy là như thế. Cho nên là phải nói là các bạn phải lên nói cho nó đúng. Thì mọi người dân chúng tôi nghe thấy thì bảo cái gì đúng chúng tôi công nhận là đúng, cái gì sai phải nói sai. Thế các bạn cứ cắt xén đi, nói thì chẳng ai người ta tin nhận và người ta tin. Người ta tin các bạn, đó là như thế. Tại sao các bạn đấu tranh không hiệu quả? Với lý do là các bạn đấu tranh mà các bạn nói toàn xuyên tạc, cho nên là không có hiệu quả. Đấy. Tại sao những người cộng sản người ta hoạt động thời gian lúc thời Việt Nam Cộng Hòa mà người ta nói dân người ta nghe. Người ta nghe, nói ít làm nhiều. Người ta nói đúng lên cái sự thật của cái bối cảnh lúc bấy giờ.
Vì vậy nhận được nhân dân Việt miền Nam lúc bây giờ là người ta giấu người ta giấu. Đấy, bao nhiêu các cuộc càn quét của Mỹ ngụy đều được nhân dân người ta giấu những người cộng sản. Vì vậy người ta mới đánh thắng được đế quốc Mỹ và đánh thắng được cái bọn ngụy quân ngụy quyền. Đấy, còn cái chính quyền của các bạn nên nhớ rằng là tất cả cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa dồn vào Sài Gòn. Chỉ có mỗi cái thành phố Sài Gòn đó, lúc bấy giờ nó là thuộc dạng coi như là nước của Việt Nam Cộng Hòa thôi. Còn tất cả những nơi khác là không phải của Việt Nam Cộng Hòa. Vì dân ở đấy người ta không theo Việt Nam Cộng Hòa mà người ta theo cái mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Vì vậy mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, người ta mới thắng được Mỹ và thắng được Ngụy. Đấy. Vì lúc bấy giờ các bạn cứ xem lại những cái tư liệu mà xem, lúc bấy giờ quân giải phóng miền Nam Việt Nam làm gì có máy bay, làm gì có xe tăng, làm gì có pháo binh. Trong khi đó lính ngụy là như nào? Máy bay, tàu chiến, xe tăng, pháo binh rất nhiều đi càn quét khắp nơi. Trong khi đó họ chỉ có mấy cái khẩu súng lấy được của quân ngụy và đánh quân ngụy mà thôi. Ví dụ như mấy khẩu carbine hoặc là mấy khẩu súng vớ vẩn, cùng lắm thì chỉ họ chỉ có mấy cái khẩu B-41 vớ vẩn để bắn những cái xe tăng, nhưng họ lại tiêu diệt được rất nhiều xe tăng của ngụy. Đấy, tại sao lại họ lại chiến thắng? Rồi. Đạn còn không đủ, họ tiết kiệm từng viên đạn đấy để đánh quân Mỹ, đánh ngụy. Họ tiết kiệm từng viên đạn, những khẩu súng tiểu liên của họ rất bình thường, nhưng họ chiến thắng được tất cả những cái xưa gọi là súng hiện đại của Mỹ, của ngụy. Thế thôi, tôi chỉ nói thế thôi. Vâng. Nha. Rồi tôi xuống. Vâng. Rồi, rồi cảm ơn mọi người lên. Rồi. Vâng vâng. Rồi em mời anh Nghĩa Xung Phạm. Không thể đưa anh Nghĩa Xung Phạm lên trên máy ảnh được. Vâng, thôi bây giờ này, chương trình nó gần đến 12 giờ rồi. Tôi xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ở bên hải ngoại một ngày làm việc rất vui vẻ. Vâng, tôi xin chào tất cả các bạn. Gặp lại các bạn vào thứ 6.